Ạ. Thì hôm nay cái Zoom này nói vấn đề về affiliate marketing, nhưng mà trước khi nói về vấn đề affiliate marketing thì mình vừa xong có tâm sự, có trao đổi ấy, là anh em mình thường bị gì ạ, bị làm những cái việc mà nó ngược hướng. Có nghĩa là trong quá trình mình đang làm một cái công việc chính của mình đấy, mình muốn làm một cái công việc phụ nữa, nhưng mà cái thời gian công việc phụ ấy lại làm những cái vấn đề khác, mà cái vấn đề khác nó chiếm hơn 1/3 cái thời gian mà mình gì ạ, chú tâm, thậm chí là hơn nửa cái thời gian mà mình cái việc mà mình yêu thích. Thành ra là cái gì ạ, cái việc chính của mình cũng không ra gì, cái việc mà mình muốn làm cũng không ra gì. Và cái điều đó thì ở trong một cái ebook, ở trong một cái landing page mình đã có chia sẻ tâm sự. Nếu như mà anh em mình ngày xưa, mà không phải ngày xưa, 3 tháng trước đấy, mà học từ website này, thì có nói là khi mà bạn đang làm một cái việc ấy, mà bạn lại làm một cái việc nó không liên quan đến cái việc đấy, đó là ngược hướng đấy. Và gì, nó làm tốn rất là nhiều thời gian, tiêu tốn rất là nhiều năng lượng, thời gian, và mình cảm thấy rất là mệt mỏi và stress vì công việc này cũng không xong, công việc kia cũng không được, mình rất là rối bời. Cho tới khi mà lúc đó mình cảm thấy rằng thôi được rồi, mình phải cố gắng, mình phải bỏ một thứ, và năm nay là tôi bỏ rất nhiều thứ để tập trung ngồi đây, đúng không? Tập trung ngồi vào máy tính vì mình cảm thấy rằng thế mạnh là mình có năng khiếu về máy tính này, mình có năng khiếu về làm kinh doanh online đấy, chứ không phải là không. Và mình quyết định rằng đấy là ok, giao lại shop cho một người bạn mình, đúng không ạ? Mày muốn làm gì làm, tao không 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 có không có care nữa, mày thích làm gì làm. Rồi mình ngồi lại để mình làm những cái mà mình thích, và mình đạt được rất là nhiều thành tựu trong cái quá trình đấy, và mình cảm thấy đúng đó là cái con đường mà hợp lý. Và nó hợp lý cái chỗ nào, nó hợp lý ở cái chỗ này mà nó là cái vấn đề liên quan trực tiếp đến vấn đề affiliate. Có nghĩa là trong quá trình kinh doanh như thế này này, bạn hãy bán những cái sản phẩm liên quan cùng hệ sinh thái đó, như là một cái fanpage nhá, mình bán phụ kiện, đúng không, mình vẫn bán được điện thoại này, mình vẫn bán được các cái vấn đề về liên quan đến điện tử này, đúng không ạ, liên quan đến gia dụng này. Ý là như vậy, nó không bị ngược hướng, chứ không thể nào mà trên cái fanpage về điện tử mà bạn bán mỹ phẩm lên đấy được. Nó gì ạ, nó rất là ngang trái, nó chối, không, đừng bao giờ nên làm điều đó, đúng không ạ? Và chúng ta thường ấy, là bị không làm cho tất cả mọi thứ logic được, và cái khả năng mà chúng ta xử lý vấn đề nó rất là yếu và kém, dẫn đến gì ạ, dẫn đến cái việc mà cái hiệu suất lao động của chúng ta cực tệ. Và affiliate marketing nó là bí mật, nó nằm ở trong là bí mật của affiliate marketing ấy, nó nằm ở cái chỗ là chúng ta có thể sắp xếp được trong quá trình mình kinh doanh, mình cài vào trong đó những vấn đề mà nó cùng chiều, cùng hướng đi với nhau. Như giống như mình nhá, mình làm kinh doanh nhá, đúng không ạ, sau mình sử dụng, ví dụ như là ngày đó là ví dụ như là mình sử dụng Kiosk Việt chẳng hạn để mình quản lý bán hàng, và trong Kiosk Việt nó có một cái chương trình affiliate là giới thiệu cho một người nào đó mình được 500.000, đúng không ạ, mình bảo cái phần mềm này hay, xong mình giới thiệu cho bạn bè mình giới thiệu cho những cái đối tác của mình cùng dùng, đúng không ạ, người ta không biết, người ta ghi bằng tay bằng sổ thôi, thế mình có tiền áp phí, đúng không ạ. Cái cơ bản nó đơn giản là mình còn biết, ôi trời, nó nhẹ nhàng mà ta, bằng bán biết bao nhiêu cái phụ kiện mới được cái đồng tiền như vậy, thì mình bảo là nó một cái cơ hội thật sự, đơn giản là chỗ đấy thôi. Trước đó là em đã làm AdSense rất là nhiều rồi, nhưng mà quá trình đó mình cảm thấy là từ đó mới là hướng đi đúng đó. Có nghĩa là mình đang đi làm cái vấn đề này chính rồi, đúng không ạ, mình lại gì ạ, mình làm vấn đề chính rồi, mình lại tiếp tục phát triển tăng trưởng những cái vấn đề liên quan, đó mới là hướng đi đúng đắn nhất, đúng không ạ, hướng đi đúng đắn nhất. Thì đấy, thì anh em mình rất là, cái vừa xong rồi mình chia sẻ như vậy là có rất là nhiều anh em mình đang trong tình trạng như vậy, đúng không ạ, như là anh Quân, đúng không ạ, như là bạn Quân này, đúng không ạ, như bạn mà có cái nickname là 0331 này, đúng không ạ, giống như bạn Tuấn họ Nguyễn này, đang gặp trong cái trường hợp là đứng ở một đường, đúng không? Muốn làm một đường mà lại bị chi phối bởi quá nhiều thứ, có thể là công việc, có thể gia đình, có thể là thời gian, làm gì ạ. Cái bản chất của thành công đó là vấn đề quản trị được thời gian. Anh quản trị được thời gian thì anh sẽ thành công, anh quản trị được thời gian thì anh sẽ gì ạ, sẽ hơn người khác. Cùng là một lượng kiến thức như nhau, cùng một cái cơ hội như nhau, mình biết đó là cơ hội, mình biết đó là tiền, nhưng mà mình không có sắp xếp được thời gian để mình làm thì mình sẽ không thành công được, và mình buộc phải bỏ những thứ mà mình cảm thấy rằng nó không thể tăng trưởng được nữa, nó không thể tăng trưởng được nữa, đúng không ạ?
nó không thể tăng trưởng được nữa. Vì gì? Vì mình có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng không đạt được mức độ, một là lợi nhuận, hai là gì ạ, hai là hiệu quả. Thì thôi một lần đúng không ạ, mình từ bỏ, mình dẹp nó xem có chết hay không, để mình làm cái mình thích, mình làm cái mà mình nghĩ rằng là mình không phải nghĩ rằng mà mình có kiểm định là nó tốt và nó hiệu quả đôi đường, thì hãy làm những cái vấn đề đó. Và đó là cái mà đầu tiên mà muốn nói về trong cái vấn đề về affiliate marketing. Còn quá trình affiliate marketing ở đây nó rất là đơn giản. Đối với Forex Center thì các bạn làm dropship là chủ yếu, thì chính cái bản thân các bạn đang làm rất là nhiều vấn đề đúng không, ở làm affiliate marketing tên miền, hay là affiliate các cái vấn đề về các cái công cụ, rồi là các vấn đề về bán hàng đúng không ạ, rồi là các vấn đề về sản phẩm, rồi các cái vấn đề liên quan đến đến gọi là affiliate, có nghĩa là tiếp thị liên kết, hay là gọi là cộng tác viên online. Nhưng mà các bạn không thể thành công được cho tới khi đúng không ạ, bạn nhìn nhận lại là trong cái cuộc chơi đó đúng không ạ, trong cái quá trình affiliate đó mình là ai đúng không ạ, mình có khả năng gì, mình có gì trong tay đúng không ạ, bây giờ mình phải làm sao đúng không ạ. Thì quá trình này đúng không ạ, mình phải nhìn nhận thấu đáo nó. Có nghĩa là sao, chúng ta bị mất, bị thiếu một cái gọi là nền tảng. Chính bản thân tôi affiliate cũng không thành công khi mà tôi nhìn nhận ra vấn đề là tôi phải có nền tảng trong tay. Có nghĩa là gì ạ, có nghĩa là tôi phải có một cái nền tảng cứng về kiến thức, nền tảng cứng về kinh nghiệm, nền tảng cứng về hệ sinh thái kênh, kênh marketing đó, đúng không ạ, nền tảng cứng về độ nhóm đúng không ạ, nền tảng cứng về công cụ. Nếu mà chúng ta thiếu một trong những yếu tố này thì chúng ta rất là khó để thành công trong affiliate marketing nói riêng nhé. Affiliate marketing là tiếp thị liên kết, nhưng mà trong cái tiếp thị liên kết này á, nó liên quan đến vấn đề về tư duy kinh doanh, không phải chúng ta đứng ở góc độ là giới thiệu được thì được, không được thì thôi. Nếu như mà đã suy nghĩ là được thì được, không được thì thôi á, thì chúng ta sẽ tỷ lệ phần trăm thành công nó rất là thấp, hoặc là có thành công cũng không mò đi được xa. Mà người thành công đối với affiliate, người ta coi affiliate là một công việc, là một hoạt động kinh doanh thực tế, mà chúng ta là nhân viên của một công ty đó, chúng ta là một phần của một cái dự án đó thì chúng ta mới thành công được. Chứ không phải đúng là đứng ở góc độ lại đâu phải làm cho tôi, không mà thành công được. Đó là cái tâm sự khi mà chúng ta làm một nhân viên cho một công ty nào đó, chúng ta phải đứng ở góc độ lợi ích của công ty là lợi ích của mình, thì lúc đấy chúng ta thăng tiến được. Còn nếu như là đúng chúng ta mà làm ở góc độ là tại sao tôi phải làm cho ông, tại sao tôi phải hết mình đúng không, tại sao thì tôi phải giới thiệu, thì xin thưa rằng nó không bao giờ thành công được. Dù các bạn đứng ở cương vị nhà nước hay là gì ạ, làm tư nhân không thành công được. Đơn giản là gì ạ, chúng ta quá hẹp hòi. Và chính cái sự hẹp hòi này ấy, đúng không ạ, bạn sẽ làm mất cái cơ hội cho chính bản thân mình đúng không ạ. Đấy là cái điều mà nó vô cùng quan trọng và nó có ý nghĩa. Và làm affiliate nó là hoạt động kinh doanh, nó không phải là hoạt động đơn thuần là cộng tác viên. Tất cả mọi hoạt động đúng không ạ, chứ đừng đọc đúng không ạ. Tại vì sao, tại vì như thế này này, anh em mình lên trên mạng ấy, mình gõ affiliate là marketing là gì, affiliate là gì đúng không ạ, thì là hình thức tiếp thị liên kết, hình thức gì ạ, cộng tác viên online. Chính cái tư tưởng này đúng không ạ, làm cho mình cộng tác viên, cái mà mình có thể giới thiệu. Thất bại thì hơn 2 tháng đúng không ạ, hơn 2 tháng để làm cái affiliate với Hotting ấy, tôi kiếm được hơn 3.000 đô, hơn 3.300 đô đúng không ạ. Không phải điều này không phải ngẫu nhiên, không tự nhiên. 3.000 đô là cũng hơi bị lớn đấy chứ nhỉ, đúng không ạ? Nó rơi vào khoảng hơn 60 triệu. 3.300 mà, đúng không ạ? Gần 70 triệu đấy, đúng không ạ? Nó cũng không có quá nhiều, nhưng mà nó bằng cả một năm lao động của những cái người bình thường thực tế, kể cả công nhân viên chức. Nhưng mà đấy là tiếp thị liên kết thôi nha. Thì làm sao lại được cái kết quả như vậy? Tại vì tôi đứng ở góc độ mình là một người quảng bá cho cái công ty đó, và mình phải là người trải nghiệm được đầu tiên. Hai là mình phải coi mình là một nhân viên thật là tốt của họ, thì họ sẽ cho mình rất là nhiều cái chính sách, rất là nhiều cái offer
cái nền tảng đó cho tôi cái mã giảm giá thêm 5%, có nghĩa là họ đã giảm giá 70% rồi, mình xin thêm 5% nó cho luôn, là mình có thể một cái mã riêng của mình là gì ạ, Foley Center ấy, khi mà mua cái mapping đấy là nó giảm 75% luôn. Thì khi mà chứng tỏ một điều rằng ấy, là khi mà mình có khả năng ấy, mình làm được ấy, thì mình có quyền offer, và ai cũng thích người làm được, kể cả nước ngoài. Mình làm cái mapping đấy ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam đâu nha. Đấy thì điều này đương nhiên. Chứ mà đứng ở góc độ là tôi là người đứng làm affiliate thì cái vấn đề đầu tiên sau khi mà nói cái gì đi chăng nữa, quảng bá cái gì đi chăng nữa, đúng không ạ? Quảng bá cái gì cũng được, nhưng mà đứng ở góc độ là người làm affiliate, mình phải đứng ở quan điểm là một người kinh doanh thực tế. Mình phải là một người quảng bá, một người hiểu vấn đề, đúng không ạ? Thì khi mà mình đứng ở cái phương diện này á, thì gì ạ? Thì chúng ta mới có một cái góc nhìn đúng được. Tại vì chúng ta làm kinh doanh mà. Vì khi chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta phải hiểu sản phẩm. Còn một số anh em mình chưa bao giờ sử dụng sản phẩm hết, chưa bao giờ gì ạ, thử hết, chưa bao giờ gì ạ, trải nghiệm hết. Nhưng mà chúng ta quảng bá, bây giờ thì chính cái điều này nó dẫn đến cái điều chúng ta không tự tin để là để gì ạ, để quảng bá này. Ok, bây giờ cơ hội này, giống như bạn Khánh Ly đúng không ạ, giống như bạn Yến đúng không ạ, ở trong đây cần cần cái công cụ đó đi, cần cái sản phẩm đó đi. Bây giờ tôi giới thiệu, nhưng mà có một cái vấn đề trong tâm lý, đúng không ạ, là gì ạ, một đấy là tôi là tâm lý người bán, đúng không ạ, luôn luôn là đứng ở góc độ tâm lý người bán, đúng không ạ, làm affiliate, người mà quảng bá người ta gọi là publisher, thì cái người affiliate đó, đúng không ạ, lại không có tự tin giới thiệu, thì bản chất khi mà đưa ra bên ngoài thì người ta gì ạ, rất là dễ nhìn thấy. Còn cái tâm lý người mua là người ta cần cái gì, đúng không ạ, ví dụ như tôi có một cái khóa học, tôi có một cái công cụ, tôi có một cái vấn đề để đưa affiliate cho các bạn đi, các bạn cần gì? Các bạn cần sự tin tưởng, phải không nào? Các bạn cần sự diện chân thành, đúng không? Ai mà muốn mua một cái sản phẩm của một cái người không chân thành không? Đúng không ạ? Ai muốn mua một cái sản phẩm của cái một người mà thiếu sự tin tưởng không? Bạn nào muốn mua như vậy? Có không ạ? Nếu như bạn muốn mua của một cái người tin tưởng, thích, đúng không ạ? Bây giờ đơn giản hơn là cái câu hỏi là bạn muốn mua hàng của cái người mà mình cảm thấy tin tưởng này, mình cảm thấy chân thành này, mình cảm thấy nhiệt tình này, thì các bạn nói có. Còn nếu như các bạn muốn mua gọi là mua đại, mua thí, bỏ tiền ra 5-7 triệu để mua chơi với một cái người mà mình cảm thấy thiếu sự tin tưởng, không có sự chân thành, không có sự nhiệt tình, bạn muốn như thế nào, đúng không? Bạn muốn cái người chân thành, đúng không? Nếu mà muốn cái người chân thành của bạn nhắn tin là chân thành, đúng không? Rồi là nhiệt tình hay là gì? Tin tưởng. Cái yếu tố nào là giúp bạn là mua hàng của một cái người nào đấy ở trên online, ở trên online nhé, đúng không ạ, kể cả online, đúng không ạ, chân thành, tin tưởng hay là nhiệt tình, đúng không ạ, hay là cả ba yếu tố đó, đó là bí mật của affiliate. Nên ra là nó tư duy ngược lại cái vấn đề mà cái người mà dạy các bạn làm affiliate ấy, nó dạy về kênh, thì kênh bây giờ rất là nhiều và gì ạ, nhưng mà vấn đề cốt lõi của cái người gọi là tâm lý affiliate này, tư duy affiliate này, nó đã không có thì làm sao mà bạn thành công được, đúng không? Bây giờ bạn giới thiệu một cái giới thiệu cái khóa học tiếng Anh cho người nào đó, cho trẻ em, đúng không? Bạn chưa vừa học hết, cháu bạn cũng không học, bạn cũng không học, con bạn cũng không học, bạn chưa có sự chứng thực kiểm nghiệm, dù nó nói tốt đến rồi, đúng không? Nó nói tốt như thế nào đi chăng nữa, bạn có đủ tự tin để quảng bá không? Bạn đủ tự tin để quảng bá, bạn có đủ tự tin để gì ạ? Để chốt sale không? Đúng không? Bạn có đủ tự tin để giới thiệu là ừ nó tốt không? Không bao giờ, không bao giờ. Thì quá trình mà làm Afi, tôi nói về cái câu chuyện làm Afi với cái Hot Amada đấy, thì là gì? Tôi là người mua hosting, tôi là người sử dụng cái hosting, tôi là người sử dụng cái trải nghiệm, cái dịch vụ đó, tôi cảm thấy tốt. Trời, vừa rẻ vừa tốt. Lúc đó nó chỉ là 1.92 đô thôi, xong bây giờ lên 3 đô, đúng không ạ? Thì mình cảm thấy rằng nó tốt, mình là người trải nghiệm, mình là người kiểm chứng, đúng không ạ? Mình tự tin nói với các bạn là ok, xài đi, rất rẻ và ok, đúng không? Thì lúc này ấy, cái tâm lý affiliate này và cái tư duy affiliate này nó đúng này, và lúc đó cái người người ta cảm thấy đây này, đúng không ạ, chân thành này, đúng không ạ, tin tưởng này, nhiệt tình này, đúng không ạ, người ta sẽ gì ạ, bị cuốn hút bởi mình, người ta sẽ ủng hộ mình. Và đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Cái tâm lý người bán ấy, là phải tin tưởng vào sản phẩm mình quảng bá. Cái tâm lý người mua ấy, là muốn một cái người chân thành, một cái người có sự tin tưởng, còn có cái sự nhiệt tình để mua, đúng không? Bạn cũng thích điều đấy và khách hàng thích điều đấy.
Chính vì lý do đó affiliate thất bại. Vì gì ạ? Vì đơn giản không hiểu vấn đề này. Bạn cho rằng á là gì ạ? Lấy cái link affiliate đấy quăng chỗ này, quăng chỗ kia, ai hỏi đúng không ạ? Thì hỏi, ai mua thì mua, đúng không ạ? Thì như thế nó gì ạ? Nó hên xui may rủi. Mà trong kinh doanh đấy, mà hên xui ấy thì đừng bao giờ kinh doanh. Đúng không? Trong kinh doanh ấy làm gì có sự hên xui, làm gì có sự may rủi, nó có bí mật của nó có quy trình của nó có cách thức của nó, làm cho người khác tin tưởng hơn thì nó dẫn đến cái phần chiến lược. Và bây giờ làm thế nào để cho người ta tin tưởng? Một, mình phải trải nghiệm trước. Hai, mình phải là người làm được. Ba là mình phải là nhiệt tình tư vấn. Bốn là mình phải chân thành nói cho người ta biết cái lợi ích và cái không lợi ích khi mà tham gia, thì điều đó sẽ có đơn. Đúng không? Tôi biết chắc chắn rằng nhiều chị em ở trong này đã nghe Zoom của Hảo, rất là nhiều bạn đã nghe Zoom của Thắng và tham gia cái phễu này phễu nọ, hay là tham gia kênh này kênh kia, tham gia cái chương trình này chương trình nọ, hay là khóa học này khóa học kia, hoặc là công cụ này công cụ nọ của các bạn đó, xem có phải là như vậy hay không. Và cái bản chất người ta nhìn vào vấn đề, người ta không có rút ra được những cái kinh nghiệm đó để gì ạ? Để người ta làm tốt hơn. Và tôi hy vọng rằng tạo ra một cái đội nhóm này thật là mạnh để gì ạ? Để chúng ta có thể làm đi lâu dài và mạnh mẽ hơn. Các bạn là một là sản phẩm mình tốt, hai là mình cái kiến thức nó chuẩn, ba nữa là đúng giá nó không bị quá là ảo lên, bốn là mang lại lợi ích cho cả một cộng đồng. Điều đó là điều gì ạ? Điều mà mình tập trung, mình nghiên cứu và mình cố gắng để làm được, xây dựng ra được. Thì đấy là những cái vấn đề về tư duy, vấn đề về tâm lý, vấn đề về gì ạ? Vấn đề về chiến lược, đúng không ạ? Thì sau khi mà mình trang bị đầy đủ những cái gì ạ, lên có tinh thần những vấn đề đấy, cài đặt thiết lập những cái tinh thần này ở trong con người mình, thì bắt đầu mình mới làm kinh doanh tốt, mình mới làm affiliate tốt. Thì lúc này nó mới liên quan, đúng không ạ? Thực tế là như thế nào? Thì khi mà làm affiliate được các cái sản phẩm này, bây giờ mới đi vào những cái người ta đang dạy ở ngoài kia này, các cái sản phẩm số ấy, đúng không ạ? Là những cái sản phẩm mà nó lãi rất là cao, mà chi phí đầu tư rất là gì ạ? Một là chi phí đầu tư rất nhiều lần đầu thôi, nhưng mà nó có thể bán lại lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Do vậy một cái hosting có thể là một cái sale đó là được 50 đô luôn, là 1.200.000 rồi, với cái giá đổi ngoại tệ cơ bản nhé là 1.200.000 một sale. Các cái hosting gọi tên miền là thường như thế, hoa hồng cực kỳ cao. Rồi vì gì ạ? Vì khi mà họ làm ra một lần họ sẽ bán cho rất là nhiều người đấy. Cái hai nữa là các cái khóa học, cái hoa hồng rất là cao, 40 đến 60%, đúng không ạ? 50% rất cao, 30%. Tiếp theo là các cái công cụ, đúng không ạ? Như là email marketing, như là hiện tại ở Forly thì có Auto Marketplace, Auto Group, đúng không ạ? Các cái con như là iChat sắp sửa tung ra, đúng không ạ? Là Auto Chat, đúng không ạ? Hay là Auto Inbox, đúng không ạ? Chat với rất là nhiều khách hàng tiềm năng một lúc, đúng không ạ? Đấy, các cái con công cụ như vậy đấy. Thì cái hoa hồng rất là cao, tại vì họ cái độ deep, đúng không ạ? Độ deep có nghĩa là độ phát triển phần mềm ấy, viết ra cái con công cụ đó, nhưng mà viết một lần có thể bán cho rất rất là nhiều người để ứng dụng, đúng không ạ? Để diện để thành công thì cái hoa hồng rất là cao, họ sẵn sàng trả cái hoa hồng cho mình rất là cao. Nhưng mà bản chất là khi mà mình làm được, bản chất của mình là khi mà mình kinh doanh thành công, đúng không ạ? Thì mình nói mới có người nghe, mình ứng dụng thành công vào trong quá trình mình kinh doanh. Thì cái câu chuyện này ấy, là anh em mình ấy, là từ trên trời rơi xuống làm luôn affiliate về cái sản phẩm mà nó cần có nền tảng, mà mọi người không được ai dạy cái điều là bạn cần phải có nền tảng, nên gì ạ? Mình thất bại, đúng không? Điều này điều đương nhiên, tại vì kết quả của ông đó, đúng không ạ? Kênh của ông đó, đúng không ạ? Gì ạ? Rồi hệ sinh thái của ông đó, đúng không ạ? Những cái gì ạ? Vấn đề mà ông đang nói đấy là cái demo nó ở đâu? Demo có nghĩa là một cái mô hình mà tạo ra, đúng không ạ? Đâu, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Nghe người khác nói vậy ông nói lại cho tôi. Điều đấy làm sao mà tin? Đúng không? Đúng không? Bạn đi bỏ ra tiền mà, bạn là người bỏ ra tiền, bạn phải tận mắt, đúng không ạ? Cầm tay, đúng không ạ? Mũi người, đúng không ạ? Như vậy, đúng không ạ? Còn chưa chắc, đúng không ạ? Mua đất, đúng không ạ? Rất là nhiều người bị lừa, đúng không ạ? Mua đất dẫn đến tận nơi xem đất luôn, đúng không ạ? Nhưng mà nó đưa cái sổ, đúng không ạ? Nó làm nhái cái sổ nhà bên cạnh cho mình cái miếng đất mà đúng là miếng đất trống luôn, lên VTV1, đúng không ạ? Nên tận nơi như vậy còn bị lừa thì nói gì online, đúng không ạ? Thì làm sao mà đủ tin tưởng, làm sao mà đủ cái khả năng thuyết phục được?
khi mà không đủ tin tưởng vào sản phẩm đúng không ạ, và cũng không đủ cái như vậy ấy, thì gì ạ, mình cũng không có tự tin đúng không ạ, cũng không gì ạ, cũng đủ sự thuyết phục người khác mua sản phẩm của mình không làm được thì nói ai nghe, đó là vấn đề mà không ai làm affiliate bài bạn hết đúng không ạ. Bạn cứ nghĩ rằng là mình tạo ra cái kênh đúng không ạ, rồi mình giới thiệu ra, ok đồng ý, nó sẽ gì ạ, nó sẽ có đơn, nhưng mà để thành công và thành công rực rỡ với affiliate không bao giờ là như thế hết. À, một số anh em mình làm các cái kênh liên quan đến review này, liên quan đến bán hàng này, tôi nói anh em một cái vấn đề như này, không phải việc chúng ta làm kênh quảng bá để chúng ta có thể ăn và đi lâu dài được cái gì ạ, đi lâu dài với việc mà chúng ta kinh doanh sản phẩm đấy hay sao. Rồi tôi nhắc lại một lần nữa, việc chúng ta thực hiện việc marketing quảng bá là để gì ạ, để có thể bán được nhiều sản phẩm và đi lâu dài với cái sản phẩm đó, mở ra một cái shop và quảng bá cái sản phẩm của cái shop của mình để đi lâu dài và gì ạ, tạo ra một cái công việc cho mình đúng không ạ. Thì tại sao mà chúng ta khi mà chúng ta triển khai làm affiliate ấy, thì chúng ta cảm thấy làm một cách hời hợt và chúng ta nghĩ rằng tạo ra kênh nó vứt lên trên đó là sẽ có đơn, nghịch lý không ạ, nghịch lý ở ngay chỗ này. Trong khi mà chúng ta làm cái của mình ấy, thì gì ạ, chúng ta muốn là liên tục và dạng trường kỳ kháng chiến, có nghĩa là làm một lần ăn cả đời, nhưng mà trong khi đó chúng ta làm affiliate cho người ta gọi là gì ạ, cái này không phải của tôi đúng không, cái kia không phải là của tôi đúng không? Nên ra là tôi làm cái vấn đề đấy nó không gì ạ, nó không bài bản, thì cái chỗ này ngay chỗ này nó không có nền móng ở chỗ này đúng không, còn là min này đúng không ạ, mình làm hệ sinh thái ra đúng không ạ, mình nhập hàng về đúng không ạ, mình làm hệ sinh thái kênh ra, mình quảng bá, thứ nhất là mình bán hàng cho mình trước đã, sau khi mình bán hàng cho mình được rồi, mình làm được rồi, mình cảm thấy ok rồi, mình giới thiệu lại cho người khác và người ta muốn mua hàng của mình, rồi người ta trở thành khách quen thuộc của mình, rồi người ta trở thành khách sỉ của mình, sau đó là mình hướng dẫn người ta làm những cái kênh giống như mình và người ta càng gắn chặt với mình hơn, trở thành khách sỉ lớn hơn đúng không ạ, sau đó mình mới xây dựng đội nhóm đúng không ạ, và mình bày lại những kiến thức đó, và quá trình mình đi như thế đúng không ạ, thì nó gặp cái chỗ nào thì mình tháo gỡ chỗ đó, và mình có khả năng sử dụng những cái công cụ, mình có khả năng làm website, mình có khả năng làm công cụ đúng không ạ, mình có khả năng làm về các cái vấn đề như là sale, như là chạy quảng cáo đúng không ạ, mình có khả năng làm về vấn đề về hình ảnh, về Photoshop, về làm video đúng không ạ, mình biết về các cái kênh như là Facebook, như là website, như là YouTube, như là TikTok, như là Instagram, như là Shopee, và mình truyền đạt lại cái vấn đề đấy cho những người và đồng đội của mình làm, và nó đi từ cái xuất phát từ việc và hoạt động kinh doanh. Vì vấn đề như này này, nếu không có bạn thì tôi vẫn đi, chỉ có cái tư duy như vậy thì chúng ta mới thành công được, chứ không phải vấn đề là nếu không có bạn thì tôi chết, không bao giờ đúng không ạ, nếu như không có bạn thì tôi vẫn không chết, vì gì, vì đó là việc của tôi mà đúng không ạ, còn cái quá trình affiliate là cái vấn đề cộng thêm trong cái quá trình tôi đi đúng không, đúng không ạ, đằng nào bạn cũng phải bỏ tiền ra mua, nhưng mà khi mà mua qua tôi ấy, thì bạn sẽ gì ạ, nhận được một cái hoa hồng, tôi sẽ nhận được một cái hoa hồng từ bạn đúng không, thì chúng ta giúp đỡ nhau và bạn lại tiếp tục như thế, và nó là mang có tính chất ý nghĩa là hiệu quả. Thì một ấy, đứng ở vai trò tôi là người hướng dẫn, tôi sẽ gì ạ, tôi sẽ hỗ trợ bạn về kiến thức đúng không ạ, đứng ở góc độ bạn là người sử dụng ấy, thì bạn dù có tôi hay không bạn vẫn phải mua cái đó, và cái chỗ này ấy, nó xuất phát ra từ affiliate nền tảng và gì ạ, đi sâu với nhau là vậy. Anh em mình làm được affiliate đúng không, đúng không ạ, nhưng mà anh mình phải làm được dropship đúng không, khi mà anh mình làm được dropship mình ứng dụng các cái tool thành công như là auto group, như là auto marketplace thành công có đơn đúng không ạ, hoặc là mình học một cái khóa học về admin đơn giản, ví dụ như học cái khóa học về shopping, về Shopee, hay học một khóa học về dropship, hay học một khóa học về quá trình, và bạn là học viên của khóa học đó và bạn cảm thấy trời, những kiến thức mà mình chưa bao giờ được nhận, ngay kể cả cái buổi Zoom này, những kiến thức này không ai dạy, rất là nhiều người bày, nhưng mà người ta bày là xây dựng kênh thế nào đúng không ạ, rồi bây giờ làm cái gì đúng không ạ, một cách cơ bản nhất, không bao giờ được, là nếu mà thành công á, cả trăm người học cái khóa học này kia đã thành công hết rồi, đâu đến lượt mình đâu đúng không ạ, không bao giờ đến lượt mình đúng không,
và gì ạ, và bạn phải là người làm được, thì bạn mới là người hướng dẫn được, bạn phải là người có kết quả thì bạn mới làm người khác tin tưởng được, bạn phải là hiểu về vấn đề thì lúc đó bạn mới chân thành và nhiệt tình, chứ không cái nhiệt tình cái chân thành đấy nó là giả tạo. Và những cái gì mà giả tạo ấy thì nó chỉ có một thời gian thôi, còn riêng góc độ của các bạn vào trong đây làm việc với tôi cho tới khi mà tôi không làm cái này nữa đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng cái kiến thức này, đúng không ạ, để làm bất cứ thứ gì mình mà làm mong muốn. Còn tới khi mà anh em mình vẫn ngồi với nhau ấy, thì là tôi muốn xây dựng ra một cái cộng đồng thật là mạnh mẽ và chúng ta hiểu được cái vấn đề bản chất này ấy, để chúng ta đi lâu dài với nhau. Và đây là bí mật trong affiliate cũng giống như là trong kinh doanh hệ thống, đúng không ạ. Còn cái việc mà người ta ứng dụng cái hệ thống này ấy, về hỏi cái tư duy này ấy, để diện tạo ra các cái mod, tôi không bao giờ yêu cầu anh em mình phải ôm hàng, đúng không, đâu bao giờ bắt anh em mình ôm hàng cái gì đâu, chỉ bắt là học đây nè, đúng không ạ. Nhưng mà gì ạ, quá trình mà tôi dành cho các bạn những cái thời gian, cái giây phút như thế này, tôi cũng vẫn đang còn 40 shopee đang tối ưu, đúng không ạ, 60 website đang tối ưu, đúng không ạ. Phải có nhân viên đi chăng nữa cũng phải chỉ họ làm chứ, làm sao mà tự nhiên mà họ biết làm được, đúng không ạ. Thì dành cho các bạn thì có một cái sự gọi là thu phí ở chỗ này. Thu phí chỗ này đều đương nhiên, nhưng mà cái kết quả bạn nhận lại được đó là bạn tạo ra hệ sinh thái, bạn tạo ra được kênh, bạn tạo ra được sản phẩm, đúng không ạ. Sản phẩm đây là cái kênh đó, nó có cái content, đúng không ạ. Bạn tạo ra được gì ạ, cái nguồn tiền, bạn tạo ra được khách hàng tiềm năng, đó là cái bạn nhận được. Và tôi tin rằng đấy, đấy là bản chất, đó là gì ạ, gốc lõi, đó là cội nguồn của kinh doanh. Chứ mà vấn đề là câu kéo nhau, câu kéo thì nó được một thời gian thôi, nó được vài năm thôi. Còn riêng cái này ấy, dù kinh doanh online, kinh doanh offline vẫn thành công, không được nào mà thất bại được. Dù chúng ta không có quần áo, đúng không ạ, không có giày dép, chúng ta kinh doanh bất kỳ thứ gì đấy cũng ok, đúng không ạ. Các bạn cảm thấy ok không ạ? Nếu mà cảm thấy ok, các bạn cảm thấy đúng, bạn cảm thấy hay, bạn đi là tuyệt vời, hoặc là wow, hay là gì ạ, một cái thể hiện cái cảm xúc, đúng không ạ. Các bạn cảm thấy hay không ạ? Và bạn cảm thấy đúng không ạ? Những cái chia sẻ này có đúng không ạ? Và đây nó nằm ở trong cái khóa học Affiliate Marketing thực chiến, đúng không ạ? Một cái module thôi, đúng không ạ? Một cái module về Affiliate, và bạn ở trong cái nhóm VIP đó, bạn sẽ được học cái module này, đúng không ạ? Đó là tư duy, đúng không ạ? Phần đầu tiên đó là tư duy ha. Sau đó là gì ạ? Tâm lý Affiliate. Không ai bày cái này hết. Rồi gì ạ? Chiến lược Affiliate, đúng không ạ? Rồi là cái quan điểm của Affiliate là gì? Wow. Chứ bây giờ bạn đùng một phát tôi đưa cho bạn cái trang này, bạn bán đi, bán kiểu gì bây giờ, đúng không? Đây là một trang thuốc ho, đúng không? Bạn bán đi, bạn bán kiểu gì? Không bán được, đúng không? Tại vì em đâu có biết là thành phần thuốc đâu, em đâu có biết là bây giờ ai là người cần đâu, em làm sao mà biết được cái như này bán sao, đúng không? Thì đấy, cái câu chuyện affiliate nó giống như vậy đấy. Câu chuyện affiliate ở trên internet nó vậy ấy. Đưa cho bạn một cái cơ hội rồi bảo bạn bán đi, bạn đồng ý là bạn sẽ nhận thức được là cái sản phẩm này phải bán như vậy, nhưng mà còn lâu mới thành công, đúng không? Đúng không ạ? Ví dụ như cái chai thuốc này có thể là sử dụng cho trẻ em, và mình cảm thấy rằng nó chỉ cần mất 3 muỗng thôi là mình sẽ giảm ho ngay lập tức, đúng không ạ? Mình phải là người trải nghiệm trước hả, đúng không? Mình này có nỗi đau hả, đúng không ạ? Mà mình sử dụng, mình trải nghiệm thì mình mới có cái cớ. Còn lại ở trên trời, đúng không ạ, mình học cái khóa đâu đó 3-4 triệu, 5 triệu, đùng phát rồi ok đưa cho bạn một số cái cơ hội, rồi bắt bạn gì ạ? Lựa chọn sản phẩm tiềm năng, lựa chọn kênh bán hàng, làm sao mà hiểu được, đúng không ạ? Ok, đồng ý tiềm năng, bây giờ làm sao mà để tạo ra được hệ thống, làm sao mà có cái ngay ban đầu được. Trong khi đó này, như kiểu là chúng ta vào trong một cái khóa học và chúng ta đứng ở ngay đây này, ở dưới đây nó đâu có cái, đâu có gì đâu, đúng không ạ? Ở dưới đây nó có cái gì đỡ đâu, ở trên đây cũng chẳng có gì ấy, đúng không ạ? Đứng ở ngay cái giữa ngang bầu trời thế này làm kiểu gì, đúng không? Bản thân tôi này là gì ạ? Cũng như thế. Mình cứ nghe ông này ông kia ông nói đủ cái chỗ đấy bán hay lắm, đúng không ạ? Mình máu ạ? Máu nó tại vì sao ạ? Suốt ngày sâu tiền, khoái mà khoái. Sâu tiền thì sao ạ? Theo về đắn đo bây giờ có nên là dành dụng tiền để theo hay không, đúng không ạ? Tại vì nó nói là ngày mai là hết cơ hội, ngày mốt là hết cơ hội, ngày kia là hết cơ hội. Về cũng gom 4-5 triệu, 5-7 triệu, đúng không ạ? Học sinh sinh viên, đúng không ạ? Gom tiền theo, đúng không ạ? Theo đùng phát chẳng hiểu cái quái gì, tại vì gì ạ? Mình bị hấp dẫn bởi gì ạ?
bởi cái gì? Bởi cái giá trị mà nó làm cho mình tin tưởng nó là đồng tiền. Còn mình phải nhìn vào dự án nó bây giờ nó đi từ đâu, đúng không? Còn ở trong đây tôi không có mày anh em mình như thế, tôi nói là cái đầu tiên đấy là anh em mình phải làm được dropshipping. Dropshipping là gì ạ? Ông có cách bán hàng, ông có khả năng kiếm được khách hàng, ông có khả năng tư vấn, ông học được cái cách gì ạ, sử dụng công cụ, ông học được cái kênh nào là ông phải nên làm, công cụ nào để đi nhanh hơn. Có khách hàng thì ông phải tư vấn ra làm sao, đúng không ạ? Ông làm sao để nhân bản cái vấn đề đó, đúng không ạ? Ông biết được cái sản phẩm nào, cái sản phẩm ông nên quảng bá, đúng không ạ? Ông biết tất tần tật những cái thứ gọi là marketing online, là kinh doanh online, đúng không ạ? Dù ông không bán sản phẩm đó nữa, ông vẫn có thể ứng dụng nó vào trong những cái sản phẩm mà ông đang làm. Dù bán cái cây bút chì, cục tẩy hay là cái cuốn tập, đúng không ạ? Ông vẫn thành công được, đúng không ạ? Thì khi mà ông hướng dẫn người khác, ông mới đủ tự tin, đủ sự chân thành và đủ sự nhiệt tình. Bản chất của digital, bản chất của marketing, bản chất của affiliate marketing, tại vì affiliate tiếp thị liên kết, đúng không ạ? Marketing nữa, người ta chỉ nói cái vế là gì ạ, tiếp thị thôi. Người ta gì ạ, không nói vấn đề quảng bá, hoặc là người ta chỉ nói vấn đề quảng bá, người ta không có giới thiệu cái chữ affi, không hiểu sai, đúng không ạ? Chỉ bay quảng bá thôi, bây giờ không hiểu vấn đề làm sao mà quảng bá được, chỉ bay ư cho tôi biết là cái giá trị này nhưng mà không biết, không bày cách bán làm sao mà thành công. Chỉ có một cái khóa học nào đưa cho mình biết, một là khóa học đó cho mình biết các cái vấn đề liên quan, hai là nền tảng từ đâu, cơ sở nào và cách quảng bá ra sao, đó là một cái khóa học chất lượng, thật sự là như vậy, đúng không? Nhưng mà cái khóa học chất lượng nhất đó là cái khóa học mà mình tự nhìn nhận ra mà mình đúc rút lại được, đúng không ạ? Thì một đấy là cái quá trình kinh doanh mình đừng bao giờ, đúng không ạ, nên làm những cái ngược hướng, đúng không ạ? Buổi sáng, đúng không ạ, đã đi làm nhà nước, làm cơ quan, làm cái gì đấy rồi, đúng không ạ? Buổi chiều dành dụm thời gian lại gì ạ, mở ra cái quán cốc cà phê, bưng được 3 4 ly cà phê, đúng không ạ, đùng mà phát đến 9 10 giờ, mở cái laptop ra học bài, ngủ gà ngủ gật, thành công kiểu gì, đúng không ạ? Đấy gọi là ngược hướng đấy. Còn đáng ra là như này này, đúng không ạ? Ok, dẹp quán cà phê đi, bán quán cà phê online, đúng không ạ? Bán cà phê online thôi, đúng không ạ? Thuê một thằng ship về, ok, có đơn hàng ship hàng, đúng không ạ? Vẫn ngồi học được, đúng không ạ? Nó pha cà phê ship, đúng không ạ? Sau đó là gì ạ? Ship cà phê xong rồi thì là ok, ông ăn mì không, một gói mì gói, đúng không ạ? 2.000 rau cải, đúng không ạ? Một quả trứng 1.500 nữa, đúng không ạ? Thu 15.000, đúng không ạ? Lời gấp mười mấy lần, đúng không ạ? Ok, một ly cà phê cộng với một gì ạ, một đĩa mì, đó mới là tư duy kinh doanh. Khỏi cần phải mở quán xá làm quái gì, đúng không ạ? Tốn tiền, tốn thời gian, vẫn ngồi học được, đúng không ạ? Vẫn drop ship quần áo được, vẫn gì ạ? Vẫn bán tool được, vẫn bán đào tạo, bán khóa học được, vẫn gì ạ? Vẫn bán website được. Đó mới là tư duy, đó mới là đúng hướng. Đúng không ạ? Ai bày các bạn? Đúng không ạ? Các bạn có làm được không ạ? Các bạn đều làm được nhưng mà bạn không lựa chọn cái con đường đấy. Đúng không ạ? Và chính bản thân tôi này, đúng không ạ? Vừa làm về phát là ăn vội ăn vàng, chạy xuống cửa hàng, đúng không ạ, mở cửa hàng ra đùng phát lại đến 9 giờ rồi, đúng không ạ, đóng cửa hàng lại một cái là đến 10 rưỡi giờ, mở cái laptop tập cái kiểu gì nữa, đúng không ạ? Nó mệt kinh khủng, mà mắt nó díp lại rồi, bây giờ chỉ có gì ạ? Gọi là động lực khủng khiếp lắm, đúng không ạ? Bao nhiêu anh em mình ở trong đây có một cái động lực như vậy để thức đến 1 2 giờ sáng trong liên tục trong vòng 4 5 năm? Tôi nghĩ anh em mình một xíu nữa thôi là đến buồn ngủ luôn rồi, ngay kể cả buổi Zoom này, nghe xong buổi Zoom này là các anh em mình đã ngáp rồi, thì còn không mới thành công, mà thẳng thắn là như vậy, đúng không ạ? Và chúng ta hay làm những cái vấn đề mà ngược hướng, mà chúng ta không biết cái gì là trọng tâm và cái điều gì là ok. Không phải tôi gì ạ, tôi mạnh miệng như nào, tại vì bản thân năm nay là một cái năm tôi khá là ok, đúng không ạ? Chưa có năm nào mà tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, thẳng thắn với anh em mình luôn đó. Và cái mục tiêu target năm sau của tôi là tôi target rất là nhiều và tôi nhìn thấy cơ hội nhiều đấy, đúng không ạ? Kể cả bất động sản bây giờ tôi cũng thể bán online được, đúng không ạ? Bất cứ thứ gì mà có thể online mình có thể online được, chỉ có khi mà đi giao dịch thì có thể offline, còn những cái gì ship được thì ship, đúng không ạ? Cái gì quảng bá online được thì cứ quảng bá online, và bây giờ những người thành công với quảng bá online rất là nhiều. Và những tôi vẫn chưa là cái gì hết so với một số bạn bè quốc tế của mình, đúng không ạ? Họ kiếm 1 tháng, đúng không ạ, như thế nào ạ? 1 tháng 2 3 400 triệu, 5 700 triệu, kinh khủng khiếp luôn.
cũng là bán hàng thôi, nhưng mà các bạn ấy bán các cái sản phẩm xuyên quốc gia đúng không ạ, nghĩa là ship quốc tế luôn chứ không phải là ship nội 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 địa, nên ra là cái tỷ lệ lợi nhuận nó rất là cao đúng không ạ, như là một cái sản phẩm ở Việt Nam cơ bản như vậy thôi, nhưng mà có thể là ra ngoài nó nhân gấp 10 lần, ý là như vậy đấy. Thì cái tỷ lệ lợi nhuận nó cao đương nhiên rồi đúng không ạ, và họ biết những cái máy lớn như vậy mà họ phải bỏ ra rất là nhiều thời gian nó mới thành công được chứ không phải ngày một ngày hai đúng không ạ. Thảo thì theo thì nhìn khá là lâu rồi, 6 7 8 tháng rồi đúng không ạ. Ok, và trong đây là cái khóa về API nhá, sau khi mình có cái nền tảng đó bắt đầu mình đưa lên cái kênh thì bây giờ mình đưa ra chiến lược đúng không ạ. Chiến lược là cần cái gì ạ, vừa nói rồi, cần bạn đang cần đấy đúng không ạ, bạn tự trả lời được những câu hỏi luôn đúng không ạ. Bạn cần sự chân thành, bạn cần sự tin tưởng, bạn cần sự nhiệt tình. Mà nếu như mà có cơ hội mà tiếp cận với một cái khách hàng đấy, bạn không có thể hiện ba điều này ấy, thì bạn thất bại đúng không. Chính bản thân mình cũng cần sự chân thành, cần sự nhiệt tình, cần sự gì ạ, cần sự tin tưởng. Nhưng mà khi mà có cơ hội ấy, thì mình lại loại bỏ ba điều này đúng không ạ. Mình tư vấn trong sự bực tức đúng không ạ, mình tư vấn trong sự gì ạ, thiếu chân thành, thiếu nhiệt huyết đúng không ạ, làm cho người khác không tin tưởng, còn lâu mới chốt được sale đúng không ạ. Còn nếu như mà gì ạ, nó cũng đừng thái quá, mình thái quá khi ở lúc nào, và gì ạ, mình nói cho người ta biết, mình phải cho người ta cảm nhận cái tin tưởng trước hãng đúng không. Tôi đâu qua vào đây ông phải vào cái khóa học này, ông phải vào khóa học kia đâu, đâu bao giờ đâu đúng không. Tôi giao trao đưa chia sẻ cho anh mình rất là cái cơ hội đó, là cái kiến thức free, cái kiến thức miễn phí ấy, ở trên blog của tôi này, trên kênh của tôi này, trong các nhóm chat này, nó đầy đủ để anh mình thành công luôn ấy. Chẳng qua là anh mình vào học là học cái chiến lược, học cái tư duy và được tiếp cận và được chỉ đường một cách cơ bản là ông làm cái bước này nè đúng không ạ, nó cần chú ý cái vấn đề này, giờ khi mà làm cái chỗ này ấy, thì ông cần chú ý vấn đề này, và đó là cái kinh nghiệm của tôi hướng dẫn cho anh em mình, và gì ạ, làm cho anh mình dễ dàng hơn trong quá trình kinh doanh, dễ dàng hơn trong quá trình kinh doanh, chứ không phải là ông phải vào trong này để học cái khóa học này đúng không ạ. Đây đấy, chưa bao giờ luôn, kể cả anh em mình inbox cho tôi đúng không ạ, tôi muốn tham gia khóa học này, bạn muốn tham gia khóa học này chứ tôi đâu có ép bạn đâu đúng không ạ. Nên ra chưa bao giờ có một cái ai mà nói là là ông vào đấy phải là ép tôi vào học, xin lỗi bạn, nói như vậy tôi refund luôn, và tôi refund có Hảo với cả Thắng này đúng không ạ, có Duy này, tôi refund hơi bị nhiều người luôn, trước mặt rất là nhiều người luôn, bảo ok ông mà cảm thấy là không tin tưởng, không thấy hay đúng không ạ, rồi là ông không làm theo tôi ấy, thì đưa tài khoản tôi refund ngay lập tức luôn đúng không ạ. Chứ không phải vấn đề tiền, không có tiền là gì đâu đúng không ạ. Thiếu 500 bảy 5 triệu hay là 10 triệu của bạn, tôi không giàu cũng không nghèo đúng không ạ, nhưng mà bạn không làm theo hoặc là bạn cảm thấy rằng nó không ok bạn refund, vì sao, tôi đâu có kéo bạn vào, tôi đâu bắt buộc bạn đâu đúng không ạ. Ở đây là có sản phẩm, có công cụ, có kiến thức, có đội nhóm, có sự hỗ trợ rất là nhiệt tình, có rất là nhiều anh em mình ở các cái khóa miễn phí của Thắng này, của Hảo này đúng không ạ, hay là của admin này ra được đơn đúng không ạ. Cái cơ hội mà tôi cho anh em mình này đúng không ạ? Ai cũng như nhau mà đúng không ạ, nhưng mà vấn đề bạn có bán được không thôi, đó không phải là điều quan trọng, cơ hội thì đầy đó, bán được không đúng không ạ. Đấy, chợ đó rất là nhiều sản phẩm, lựa chọn một sản phẩm nhưng mà nhập về bán được không, hay là diện lại bán đổ bán tháo lại lỗ đúng không ạ. Kênh nó Shopee ai cũng tạo được, kênh nó TikTok ai cũng tạo được, fanpage đúng không ạ, tạo được cả trăm cái đúng không ạ, Facebook cá nhân nó, Instagram đó đúng không ạ, website nó ai cũng có thể tạo được, nhưng mà thành công hay không đó là vấn đề chứ đúng không ạ. Thế thôi, và cái vấn đề chỉ có chỉ bạn phát chỉ, nhưng mà gì ạ, chỉ nhưng mà bạn không hình dung được, tại vì phải có người kèm cặp lúc đó mới có cần cái sự chỉ dẫn ở chỗ này đúng không ạ. Đấy là điều đương nhiên rồi. Thì khi mà chúng ta phải hiểu rõ cái vấn đề về nền tảng như vậy thì chúng ta phải gì ạ? Phải là người làm được chứ hả? Làm được là làm được cái gì ạ? Là làm kinh doanh được, có được kết quả thực tế, đúng không ạ? Thì lúc này mình mới thấu hiểu được cái cảm giác của một người kinh doanh. Thì từ cái vấn đề cảm giác của một người kinh doanh thì mình mới thấu hiểu cái nỗi đau khổ của cái người đấy. Nếu mà tôi không không như vậy, đúng không ạ? Thì làm sao tôi có thể nói ra được những cái lời này? Tại vì sao tôi học thuộc ạ? Đúng không ạ? Hay tôi học thuộc lòng, tôi riêng anh em mình nhé, đúng không? Có Hảo này, đấy, có một số anh mình mà vào trong này ít nhất là 8 tháng này, chưa bao giờ tôi nói lại một cái gì đó nhiều lần,
trừ là những cái kiến thức về digital marketing, còn lại những cái kiến thức về thực tế ấy, không bao giờ có sự lặp lại. Đúng không? Và luôn luôn mới, mới vô cùng luôn. Công cụ mới, kiến thức mới, kênh mới, chiến lược mới, tư duy mới, rồi sản phẩm mới, theo mệt mỏi luôn. Riêng mà em mình mà học VIP thôi đúng không ạ? Tôi tung ra các cái chiến lược học không kịp. Đúng ạ? Anh em nói mà cảm thấy đúng đấy thì nói đúng đi ạ. Anh mình mà là đăng theo đấy đúng không ạ? Riêng mấy khóa training free thôi đúng không ạ? Đưa ra 13, 14 bài thôi là đã theo đuối rồi. Đúng không ạ? Còn bảo là em làm không hết được rồi. Chứ nói gì mà tham gia cái khóa học đúng không ạ? Tham gia cả năm nay luôn đấy, đúng không ạ? Theo thoải mái luôn, cho anh mình tẹt ga luôn để chạy, chạy nổi không ạ? Chạy được 50% là thật là sự là tuyệt vời rồi. Và có một số anh mình rất là gồng đúng không ạ? Rất là mệt, rất là gồng nhưng mà ok đúng không ạ? Như là Hảo bên này đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta mới đi vào kênh đúng không ạ? Đi vào kênh đúng không ạ? Sau đó là mình làm kênh tốt rồi, sau khi mà mình làm tốt cái kết quả ở môi trường online đấy thì nó mới xuất hiện ra những cơ hội mới, mình mới có những đối tác to hơn. Liên quan là đúng giống như là cái đầu tiên năm ngoái, đúng vào cái thời điểm này năm ngoái, nếu như mà năm nay không nhuận thì là đúng cái thời điểm này này, mình tâm sự một cách mà chân thành đúng không ạ, là mục tiêu của mình là tạo ra một cái đội nhóm mà có thể support được doanh nghiệp. Mình nghĩ rằng đấy là như thế này, một cái doanh nghiệp mà người ta có khoảng tầm tiền vài trăm tỷ một năm và người ta trích ra 5% để chạy marketing thôi, và mình có khả năng làm marketing này mà 100 tỷ mà 5% nó là như thế nào, có phải là gì ạ? 100 tỷ 5% là 5 tỷ không ạ? Đúng không ạ? 5 tỷ đấy mà mình có thể nhận được rất là nhiều dự án, mình có khả năng nhận hay không? Không có khả năng nhận đúng không ạ? Mà mình có khả năng mình ngồi lại với nhau mình nhận khoảng 5 dự án đấy là 25 tỷ, con số trời ơi, nó to khủng khiếp. Thì đầu cuối năm ngoái ấy, thì tôi nói anh em mình thì anh mình nói rằng đây là tôi hơi bị ảo tưởng, nhưng mà thực tế là tôi cảm thấy tôi nhìn thấy luôn, có những người người ta dở hơn mình, có những người người ta chỉ chém gió thôi chứ không làm được, có những người lại là người ta kỹ năng về máy tính người ta rất tệ nhưng người ta vẫn làm công ty truyền thông, vậy mới là tài. Có nghĩa là cái khả năng thuyết phục của nó rất là tốt, nó nhận rõ về đúng không ạ, sau đó nó lại thuyết phục khác chia lại, tao nhận hai tao nhận 5 tỷ chẳng hạn, tao chia lại cho mày 3 tỷ, tao tao không làm gì lấy 2 tỷ. Đó mới là thằng sử dụng cái đầu. Và đấy là tận mắt mình nhìn thấy này. Và hiện tại trên trên môi trường kinh doanh rất là nhiều thằng như vậy. Đúng không ạ? Và đó là vấn đề, chứ không phải là bây giờ nhận vào thì bây giờ làm sao để xử lý ấy. Nhận đi rồi sẽ có hướng xử lý hết. Đúng không ạ? Có tiền mà, đúng không ạ? Làm gì cũng được cả. Thì lúc đó mình mới tâm sự là như vậy. Thì lúc này mình bây giờ càng ngày nó càng rõ nét bức tranh thôi. Bây giờ đâu phải là bán 11 ngách nữa đâu, kể cả 20 ngách hay là 30 ngách vẫn ok mà, đúng không ạ? Mẹ và bé đúng không ạ? Đặc sản vùng miền đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Các cái vấn đề liên quan đến mỹ phẩm đúng không ạ? Liên quan đến các cái vấn đề về dịch vụ tour tiếp vé máy bay đúng không ạ? Bán được hết. Admin có nguồn. Đúng không ạ? Có nguồn. Đúng không ạ? Như vé máy bay là có nguồn tận nơi luôn đấy, đúng không? Như các đặc sản vùng miền như chị Yến ở đây là đúng không ạ, có một cái cửa hàng luôn đấy, đúng không ạ? Nên cái sản phẩm nó vào là vấn đề mình muốn bán gì thì thôi, còn đưa lên mạng là bán được hết, sao bán được đúng không ạ? Những cái đó là những cái sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, ăn uống hàng ngày đúng không ạ, và nó có tính lặp lại rất là cao, chỉ cần mình làm tốt mình sẽ thành công đấy. Và cái bài này đúng không ạ, nó liên quan trực tiếp vấn đề tư duy, và sau này là liên quan đến vấn đề chiến lược. Có nghĩa là bây giờ ông làm được dropship rồi thì ông có thể làm được gì từ vấn đề dropship này cho nó không bị ngược hướng. Đúng không ạ? Tôi nói rằng là đừng bao giờ làm gì ngược hướng ấy. Đúng không ạ? Vừa xong lấy một cái ví dụ thì bây giờ cái rõ ràng hơn, bây giờ ông làm được dropship xong rồi thì ông làm cái điều gì để cho nó không bị ngược hướng và nó được gia tăng. Đúng không ạ? Một là gia tăng kiến thức của mình, gia tăng kinh nghiệm và gia tăng túi tiền. Thì chính bản thân ông là một cái ví dụ điển hình nhất ở chỗ này. Đúng không? Ông phải học dropship đúng không? Không học làm sao mà biết, đúng không? Ông phải học về marketing, không học làm sao mà biết, đúng không? Ông phải học cách sử dụng công cụ, đúng không ạ? Ông phải học các cái vấn đề về chiến lược, đúng không ạ? Ông phải tìm các cái cơ hội liên quan đến nguồn tốt, thì chính năm cái này hoặc là 6 7 8 9 nhiều hơn nữa thì đó là những cái có thể kiếm tiền. Đúng không ạ? Bật mí cái nguồn hàng
đúng không ạ? Hoàn toàn có thể kiếm được tiền từ nguồn hàng. Ông có giá tốt mà, đúng không ạ? Tôi để lại cho ông 25 ngàn, đúng không ạ? Ông có thể gì ạ? Copy lại cho người khác, hay là gì ạ? Ông có thể bán lại cho người khác, ông có thể là đại diện ra quảng bá lại cho người khác. 35 ngàn, ông ở giữa ông ăn 10 ngàn. Vấn đề về nguồn hàng ok chưa? Ông phải học về dropship, bây giờ ông làm được rồi, đúng không ạ? Ông chỉ lại người khác. Chả lẽ ông chỉ free, ông chỉ miễn phí à? Đúng không ạ? Ông sẽ thu phí, đúng không ạ? Và ông không thể thu phí được thì ông sẽ có network. Và for real network này, đúng không ạ? Affiliate, khóa học, đúng không ạ? Affiliate marketing, đúng không ạ? Affiliate gì ạ? Các cái vấn đề về tút tít thủ thuật và chiến lược, đúng không ạ? Affiliate gì ạ? Ông sử dụng được công cụ rồi, công cụ quản lý bán hàng, công cụ làm marketing, đúng không ạ? Các vấn đề về website, đúng không ạ? Ông marketing, ông affiliate cái này đều có phần trăm không ạ? Auto group, auto marketplace 30% hoa hồng, cực kỳ nhiều người mua luôn, hot trend. Làm được không ạ? Khi mà bạn làm được thì bạn có thể làm được rất nhiều thứ mà liên quan. Affiliate vẫn làm, dropship vẫn làm, đúng không ạ? Công việc của mình vẫn làm, affiliate càng ngày càng phát triển. Đó mới là mô hình chuẩn, nó đi từ cái nền, đúng không ạ? Và mình không có ngại. Sao mà ngại được? What the hell, tôi làm được. Tôi thể hiện lên cái profile Facebook, người ta nhìn thấy là người ta muốn gì ạ? Kết bạn rồi. Chẳng ai muốn kết bạn với những thằng không làm được. Không ai muốn kết bạn với những người mà ảo tưởng. Đó là thực tế đây này, đội nhóm của tôi đây này, đúng không ạ? Ngày hôm nay có 7-8 người có đơn đây này, đúng không ạ? Dù thành công, dù thất bại thì đó cũng là cơ hội, đúng không ạ? Chưa kể là những cái người mà người ta đang làm kinh doanh, như hôm qua chị Chi, đúng không ạ? Hôm qua chị Yến tâm sự, đúng không ạ? Có những người mà đúng là thực tế là như thế, bỏ 40-50 triệu ra một học một cái khóa, nó là nền tảng cốt lõi của công thức thành công, trị giá 699.000 của admin. Quá trình trong vòng 3 ngày lấy 30-50 triệu. Nó là gì ạ? Nó thể hiện cho mình khoảng 10 kênh. Được cách làm cái kênh đó thế nào hết. Chứ làm gì có phễu marketing, làm gì có hệ thống content, đúng không? Làm gì có SEO top Google. Đúng không ạ? Không có. Đúng không ạ? Có mà như vậy nó có 100 triệu một khóa, đúng không ạ? Mà trong ngày học phát làm được từ chiến lược, từ kênh, từ hình ảnh, từ video, có hết luôn, muốn gì nói, đúng không ạ? Chỉ cho mà làm. Quan trọng là đáng đầu tư hay không, đầu tư bao nhiêu ạ? 2-3 triệu, 5 triệu. Một con số quá bé. Lấy 5 triệu hay là lấy 3 triệu hay lấy 2 triệu, bạn nhập được bao nhiêu hàng hóa về? Không nhập được cái gì hết. Nên ra tôi bảo là thôi được dẹp đi, đừng có nhập. Mà ôm là ôm kiến thức, đúng không ạ? Nhập hàng về phải đau đầu mà ôm hàng, đau đầu mà suy nghĩ ra được cái gì ạ? Bán hàng, đồng ý là nó sẽ có động lực cho mình bán hàng đấy. Nhưng mà không bán được thì là stress. Không bán được là phải bán lỗ. Bán lỗ thì lại buồn, buồn thì lại stress. Stress thì lại tiêu cực. Tiêu cực thì là điều gì ạ? Rủi ro nó tới nhiều. Không có thể không có thành công được, đúng không? Mà không đáng bao nhiêu được. Thì bây giờ là học kiến thức đây này, sách vở đúng không ạ? Rất nhiều, đúng không ạ? Sách vở rất nhiều. Đấy, sách vở rất nhiều, đúng không ạ? Riêng chỗ này là cả trăm đầu sách rồi, đúng không ạ? Mình học cho ai ạ? Mình học cho mình. Mình thất bại, đúng không ạ? Thất bại vào đâu được? Chỉ có tăng trưởng kiến thức lên thôi. Nên thành ra có cái câu chuyện đấy, đúng không ạ? Là đi qua một cái đi qua một con sông, đúng không ạ? Thì con sông rất lớn. Thì đi qua một con sông đấy là có hai anh. Một anh là làm gì ạ? Làm mộc từ nhỏ. Một anh thiếu gia công tử rất là giàu có, được để lại cái gia sản rất là lớn, đúng không ạ? Rất là nhiều vàng. Thì đi đến giữa sông ấy, đúng không ạ? Thì thuyền đắm, đúng không? Thuyền nó đắm. Thì tuy nhiên rằng ấy, thì vẫn qua bờ sông bên kia nhưng mà không chết. Thì anh thợ mộc ấy, đúng không ạ? Thì giữ lại được đúng một cái đục thôi, đúng không ạ? Còn anh công tử ấy thì không giữ được cái gì hết, đúng không ạ? Còn lại một ít bạc lẻ thôi, đúng không ạ? Là tiêu là hết. Còn riêng mà anh thợ mộc, đúng không ạ? Có nghề trong tay. Anh ấy gây dựng lại một cái làng mới, đúng không ạ? Một môi trường mới, anh thành công hơn. Và lúc này thì anh công tử kia khi mà tiêu hết tiền rồi, đúng không ạ? Bắt đầu làm lại từ đầu thì nó không có gì cả. Thì cái câu chuyện nó là như vậy đấy. Các bạn ôm hàng đi, đúng không ạ? Rồi rủi ro nó cũng chết thôi. Hết hạn sử dụng nó cũng toi thôi, đúng không ạ? Không bán được thì cũng vứt đi thôi chứ làm gì đâu, đúng không ạ? Nhưng mà mình học, mình biết cái vấn đề về rủi ro, mình biết cái vấn đề về marketing, mình biết cái vấn đề về
các cái liên quan đến nó, đúng không ạ? Không làm sản phẩm này làm sản phẩm khác, sao phải xoắn, đúng không ạ? Không làm với việc này thì làm việc khác, sao phải sợ, sao phải lo ngại, đúng không ạ? Quan trọng mình ngồi với nhau đây này, đúng không ạ? Mình tâm sự, mình nói chuyện như này, đúng không ạ? Là ở lại với nhau về tình cảm thôi, còn góc độ tiền bao nhiêu là đủ? Không đủ, đúng không ạ? Thậm chí là lời, có những cái sản phẩm lời rất là cao mình không làm, đúng không ạ? Nó liên quan đến nhiều vấn đề nữa, đúng không ạ? Mình biết thì mình sẽ không bao giờ làm, đúng không ạ? Mà mình làm từ từ để gì ạ? Mình từng bước một, tham thì ạ, thì sẽ chết thôi, đúng không ạ? Và ở đây có một bạn cảm, admin cảm thấy là rất là tốt trong quá trình mà làm affiliate này, đó là Hảo Phạm, đúng không ạ? Hảo có bật được mic không ạ? Thì câu chuyện hôm nay là nó chỉ liên quan đến vấn đề về affiliate, đúng không ạ? Thì mình nghe những cái tâm chia sẻ của Hảo đi. Một người theo admin đến gọi là gì ạ? Từ đầu đến giờ ấy, mém đầu một tí thôi nhưng mà rất là chịu khó, đúng không ạ? Học hết, gọi là học tất tần tật, đúng không ạ? Gọi là đổ máu về admin khá nhiều, đúng không ạ? Có nghĩa là tham gia các chương trình đào tạo mà nó không có bao nhiêu tiền hết, trừ những cái nào mà liên quan đến nó quá là nhiều đi thì mình cũng thấy lo ngại, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn theo, tại vì đâu mất gì đâu, từ tiền lời đổ vào thì lời hơn thì lại đổ vào, mà không phải là đi đầu tư cái gì hết, mà đầu tư về kiến thức, đầu tư về công cụ á, đúng không ạ? Và ứng dụng lại làm ra được nhiều thứ hơn, nó thành mô hình tự động hóa mà. Mô hình của admin là như thế. Hảo có bật mic nói chuyện không ạ? Để chia sẻ một số cái kinh nghiệm cho anh em mình. Có nha. Nói chuyện khoảng tầm nữa đi. Ok. Nói chuyện đi. Chia sẻ cái gì đó, được không ạ? Admin nói tầm 5 phút nữa đi, Hảo vào nha. 5 phút nữa. Ok, 5 phút nữa. Ok, Thắng có chia sẻ gì không ạ? Nãy giờ admin nói đang buồn ho lên. Đúng ạ, Thắng có chia sẻ gì không ạ? Thắng là một người là đi phần trước cả Hảo, đúng ạ? Một chỉ là vấn đề là thời gian thôi, đúng ạ? Thời gian thôi. Ra Hảo xong là ok ạ. Chứ bây giờ là hiện tại thì bây giờ là chúng ta có thể áp phi cái gì? Một là áp phi các cái vấn đề về công cụ, về sản phẩm số là chủ yếu về công cụ này. Là admin sẽ hướng dẫn mình áp phi về auto market play. Với cái volume khoảng tầm 20 triệu người bán hàng ở Việt Nam và khoảng tầm đâu đó loanh quanh khoảng tầm khoảng 10 triệu người bán hàng online. Đây là một con số nhỏ thôi nhé. Thì thực sự cái market play nó đang là một cái cơ hội rất là lớn. Cái market play nó đang là một cái cơ hội rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Để mình có thể gì ạ? Để mình có thể khai thác. Thì cái auto market play nó quá là hot đi. Mới ra hơn một tháng thôi, đúng không ạ? Thực chính thức là được một hơn một tháng, đúng không ạ? Đã có rất là nhiều người quan tâm, hơn 2.000 người quan tâm rồi. Mà đó là đội nhóm của admin làm thôi, chứ chưa có làm affiliate, chưa có phát triển gì hết. Admin có cả gì ạ? Có cả những cái tip, những cái công cụ để cho anh mình làm affiliate cái này luôn. Vậy mới ghê, đúng không ạ? Có các cái tư duy về ứng dụng các cái công cụ để cho mình nhân bản thật là nhiều ra, và mình làm đã có kết quả rồi. Thì dùng ngày hôm nay thì là mình sẽ nói chuyện cơ bản thôi, đúng không ạ? Thì các cái dùng sau thì có liên quan đến vấn đề chiến lược, liên quan đến vấn đề về thực tế triển khai như thế nào đấy. Ví dụ như này, muốn auto group thành công, auto market play, đúng không ạ? Muốn giới thiệu auto market play thì chúng ta phải tạo ra được cộng đồng mà người ta quan tâm đến sản phẩm này, đúng không ạ? Như vừa sau admin nói thì gì ạ? Thì mình mới có thể giới thiệu được. Thì bây giờ có cái công cụ, có thể là gom được cái công cụ có thể giới thiệu và gom cái cộng đồng quan tâm về, đúng không ạ? Sau đó mình là người chia sẻ, mình người hướng dẫn, mình là người cơ hội đưa ra cái cơ hội và vấn đề, đúng không ạ? Và mình giải quyết vấn đề cho họ, đúng không ạ? Và gì ạ? Và mình chốt sale thôi. Và cái đó là cái mà mình sẽ gì ạ? Nói sâu trong các cái zoom sau và cái khóa đào tạo, đúng không ạ? Ok, Hảo nói đi nha. Bây giờ chúng ta nghe Hảo chia sẻ nhé. Ok, xin chào tất cả các anh chị em. Hôm nay thì mình đang nghe zoom của admin bằng cái máy này, và cái máy này thì nó lại không có cam,
Mọi hôm mình zoom cho các bạn thì là mình dùng máy khác thì nó có cam. Thì các bạn nghe thôi nhé, không cần nhìn hình. Mình như em mới nói là mình vào từ đời đầu là khá lâu đúng không? Thì năm nay với mình nó là mình coi đó là một cơ hội, tại vì lúc đó là mình bị dịch, công ty cho nghỉ ở nhà, làm ở nhà á, tức là có nhiều thời gian rảnh rỗi thì mình nghĩ đến việc là đi tìm một cái cơ hội thêm gì đó kiếm thêm, chứ dịch như này sớm muộn gì cũng cắt giảm lương thôi. Thì đó là cái cơ duyên mà đến với Fori từ hồi tháng 3 đến bây giờ là tháng 12, tức là được 8 tháng đấy. 8 tháng và 8 tháng theo học của admin tất cả đủ mọi thứ, và đến bây giờ vẫn thấy có rất nhiều cái mới để học, chưa lúc nào mà thấy chán luôn. Vì mình cảm thấy học mình có năng lượng và mình biết thêm được nhiều thứ. Và khi mà mình ngày đầu tiên nhìn thấy cái hệ sinh thái của Fori á, ngay buổi đầu tiên, vì mình là một người cũng đã va vấp kinh doanh rồi, cũng có tố chất, tức là không phải là có tố chất kinh doanh mà tức là có máu kinh doanh và biết nhìn được, tham gia vào nhiều cái hệ sinh thái nên là nhìn là biết thôi. Thì đầu tiên mà vào học cái khóa đầu tiên là khóa không rất thành công á, vì mình thấy là hội này bán được hàng khác với mình, tức là mình trước đây mình chạy ẹt thôi mà sao hội này lại bán được hàng mà không phải chạy ẹt. Thì có inbox một số bạn hỏi thôi, thì họ bảo học cái đó. Mình biết là cái người mà giới thiệu mình học cái đó là người đó sẽ được một cái phần trăm hoa hồng gì đó. Thì mình có inbox cho admin, mình bảo chứ cái hệ sinh thái của bạn hay đó, cái hệ sinh thái của anh hay đó, vừa để cho người khác bán hàng cho anh mà anh lại còn bán được, dạy được người ta học để thu tiền, xong rồi lại còn có người mà bán hộ anh để thu tiền nữa, anh còn nhàn nữa. Xong rồi admin bảo ô sao biết hay vậy, nhìn một cái là biết, và mình muốn tham gia vào cái hệ sinh thái này của bạn. Thì đó, và mình muốn học bạn. Thì đó là cái đầu tiên mà mình bắt đầu với quyết nào từ cái đó, quyết nhỉ. Đó, thì sau khi mà mình làm á, mình trước đây thực ra có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, nhưng mình không thích cái kiểu mà kiếm tiền hời hợt mang tính chất lừa đảo. Vì bạn mình á làm đa cấp tiền ảo với đa cấp coin nó thành tỷ phú hết rồi mà. Rồi mình có tố chất về tư vấn nên nếu mà mình làm bảo hiểm thì mình cũng giàu lâu rồi, nhưng mình không thích lắm. Tức là trong tiềm thức của mình, những cái gì mà nó không được người ta coi trọng hoặc là người ta có một cái ánh mắt gì đó không tốt ấy, là mình không thích thì mình không làm. Cho nên là mình làm cái này đầu tiên mình phải test xem nó có hiệu quả không đã. Thì mình làm drop đơn thuần thôi, mình bán hàng thôi. Ban đầu mình bán ví, bán túi thôi, và mình thấy nó ra đơn thật và làm nó cũng khá đơn giản. Thì như thế này mình có thể hướng dẫn được người khác. Thì ok, mình bắt đầu nghĩ đến chuyện là affiliate, tức là mình sẽ nhận trách nhiệm là hướng dẫn người khác làm được ra đơn như mình, và mình sẽ lấy cái tiền hoa hồng từ cái việc giới thiệu họ đó. Thì mình cầm cái đồng tiền đó mình không thấy ngại, thật sự là không thấy ngại, vì đến tận thời điểm bây giờ mình rất thấy còn lấy vui về cái việc affiliate đó. Rất nhiều người ở đây muốn có tình cảm với mình rồi cảm ơn mình rồi các thứ, thì mình cảm thấy là affiliate nó phải như thế, nó mới là chân chính. Ở Fori như thế mình rất là thích, thì mình càng ngày càng làm hăng hơn. Thì ngoài cái việc đầu tiên là cái khóa học để bán hàng, cái khóa đầu tiên là bán hàng đó, bán hàng đó, thì nó có đến tiếp theo nữa là căn bản của nó là cái công thức thành công đó. Đầu tiên là áp dụng vào bán hàng, xong sau đó nảy ra ý định là sẽ hướng dẫn người khác đó để làm affiliate, thì áp dụng nguyên cái công thức thành công đó và xây cái hệ thống kênh để tuyển người thôi. Đầu tiên là tuyển người vào Fori, rồi tuyển người hoặc là show các cái kết quả review của mình thôi. Thay vì mình review sản phẩm á, thì mình review cái quá trình mình làm drop thôi, review đơn, review các thứ, để mà người ta thấy là à, mình có cái mà người ta không có. Thì giống như mình ban đầu thôi, mình cũng thấy người khác có cái mình không có, mình hỏi họ ấy, xong mình cũng học thôi. Thì mình cũng làm như vậy với người khác, thì dần dần có những người học của mình này, xong mình lại xây kênh nhiều hơn. Thì đầu tiên affiliate được cái 100-200 nghìn, thì bây giờ đến những cái mà mình có thể kiếm một sale đến 1 triệu, 2 triệu, hoặc là có những cái sale mà mình nhận cho bạn mình mà làm doanh nghiệp á, thì có những cái sale mà mình trừ đi thì mình lãi được đến những 2 triệu chẳng hạn. Thì căn bản của nó, nếu mà nói đến cái việc vừa nãy nghe những cái Zoom mà admin nói từ đầu đến cuối á, mình thấy nó rất là hay và nó đúng với mình luôn. Tức là đầu tiên á, là mình phải xây dựng được cái hệ thống những cái người mà cộng đồng của mình, đúng không? Làm nào để xây dựng được hệ thống kênh để xây dựng được cộng đồng của mình. Thì những cái đó là mình toàn bộ áp dụng các cái kiến thức mà mình học từ trước đến nay, và nó không đơn giản chỉ là khóa công thức thành công đâu. Mình học của admin nhiều thứ lắm. Học có ông ấy cứ ra cái gì là học cái đó, không biết là nộp cho ông bao nhiêu tiền rồi luôn. Nhưng mà tiền đó thì nó cũng không phải tiền của mình,
mà tiền đó là tiền mà mình cứ làm drop cho free, mình kiếm ra xong là mình lại affiliate, mình lại kiếm ra thì mình lại đầu tư, lại đầu tư, thì nó cứ vậy thôi. Và đến bây giờ thì mọi thứ đều rất là ổn, và tiền bây giờ thì nó không phải đầu tư nữa mà nó về túi rồi. Như tháng vừa rồi thì là affiliate được 10 triệu chưa tính đến tiền hàng hiếp, drop các thứ, đúng không ạ? Nhưng mà cái xuất phát của nó phải đi từ cái gốc mà Quyết Đào nói ban đầu á, là mình phải có kiến thức. Đầu tiên là mình phải tìm được những cái người quan tâm đến mình từ đâu để dẫn họ về, đúng không ạ? Để gom họ lại, để họ thành cộng đồng quan tâm đến mình. Rồi sau đó là mình có cái gì để cho họ, để họ quan tâm đến mình, đúng không ạ? Trong những bạn nghe ở đây này, chắc chắn là có rất nhiều người đã thấy được những cái kết quả của Hảo chẳng hạn, hoặc cũng đã có nhiều người inbox Hảo, hoặc có những người mà trực tiếp đã tham gia vào một cái khóa học hay mua tool của Forex qua Hảo, đúng không ạ? Thì là cảm ơn các bạn đã giúp Hảo có được một chút hoa hồng từ affiliate. Nhưng mà các bạn cũng nhận được cái giá trị từ mình mang lại, đúng không ạ? Là mình support các bạn rất là kỹ. Khi xài tool gặp vấn đề gì, mình đều có cái hướng để giải quyết cho các bạn. Thậm chí là Ultra View này, rồi các bạn bán hàng á, từ việc tư vấn hay gì đó mình không ngại vất vả con nhỏ gì đó mình zoom á, tức là mình nhận tiền là mình phải có giá trị. Thì cái affiliate đó là bạn muốn làm tốt, bạn phải hiểu về cái sản phẩm của mình, bạn không nhất thiết phải affiliate nhiều thứ. Ví dụ như Hảo bây giờ Hảo cảm thấy rất là tâm đắc cái marketplace đó, thì Hảo chỉ affiliate đúng cái tool marketplace và cái khóa marketplace công nghiệp thôi. Và gần như là ai hỏi Hảo thì đều là sẽ mua cái khóa đó, tại vì cái kết quả và cái kinh nghiệm của Hảo trong cái đó nó rất là nhiều, và có thể sẵn sàng và cam kết luôn là trong 1-2 tuần đầu á, là chắc chắn Hảo sẽ giúp người đó ra được đơn hàng, đúng không ạ? Thì bạn phải đến cái mức mà bạn tạo được cái tin tưởng cho họ như vậy, và bạn có đủ cái kinh nghiệm và tự tin là chắc chắn bạn sẽ giúp được họ có đơn, thì họ không ngại gì mà không mua của bạn đâu. Vì ngoài kia á, có những cái khóa Shopee công nghiệp 4 triệu đúng không ạ? Nó chỉ chạy quảng cáo thôi, và nó cũng cam kết là học sẽ ra đơn, nhưng mà có khi trong đây cũng có một bạn nào đó đã học cái khóa đó ở ngoài kia rồi, đúng không ạ? Chỉ học online và không có đội nhóm support cũng không ra được đơn, xong chán lại quay về Free học cái khóa 600.000 thì lại rất là cân nhắc, đúng không? Thì nó khác nhau ở chỗ là cái sự tác động và tin tưởng á, để người ta xuống tiền á, người ta cảm giác được cái khóa Shopee 4 triệu ngoài kia họ chạy quảng cáo làm sao ạ? Bạn cảm giác được là à, học xong bạn sẽ có 1.000 đơn, đúng không ạ? Cho nên bạn bỏ 4 triệu. Thì ở đây cũng vậy, bạn muốn affiliate cho người ta cái tool automarket mà, thì bạn phải làm cho người ta cảm thấy là à, dùng cái tool automarket này tôi vừa được ông này hỗ trợ này, phải vừa chắc chắn là tôi ra được nhiều đơn, nhiều inbox như JF, hoặc là tôi học cái khóa này ra thì chắc chắn tôi làm được ra đơn và dễ hơn Shopee, đúng không ạ? Thì những cái đó đều là những cái mà mình có thể làm đó. Đây là một cái phễu admin đang show màn hình, là cái phễu của Hảo đó ạ. Những cái team này, những người này là Hảo gom từ trên Facebook hay là từ các nguồn khác về. Và trên đây là Hảo chỉ show cho họ những cái Hảo có thôi. Và những người nào mà quan tâm á, Hảo sẽ support rất là kỹ, đúng không? Để họ dùng được và họ làm được có kết quả. Thì nó affiliate nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà là mình phải hiểu được cái sản phẩm của mình. Và mình chỉ cần affiliate 1-2 sản phẩm thôi. Nhưng một ngày mấy sale, đúng không? Mỗi sale vài trăm nghìn thì là tiền triệu rồi. Nhưng mà nó không phải là đều ngày nào cũng có ngày được 2 triệu, có ngày không được sale nào, nhưng mà mình còn drop kiếm tiền nữa cơ mà. Từ cái drop kiếm tiền đó, nó lại ra sale sản phẩm, đúng không ạ? Sale drop sản phẩm đó, thì từ đó bạn lại lấy cái đó làm content để bạn tiếp tục làm content để tiếp tục affiliate được, đúng không ạ? Vì bản thân cái người mà nói là đi dạy người khác bán á, nhưng mà lại không bán được hàng, thì không ai người ta theo bạn, đúng không ạ? Và đó, mình cứ xây dựng kênh thôi. Đây là cái website của mình này, admin đang show cái website của mình đó, nó là cái web blog thôi. Mình viết những kinh nghiệm của mình lên đó để cho họ đọc, rồi mình chia sẻ những câu chuyện của những người mà mình hướng dẫn lên. Thì có những bạn ở ngoài kia á, trên Facebook của mình á, vô tình đọc được cái web blog của mình á, inbox là chị chia sẻ trên đó hay quá trời, đúng không ạ? Và thậm chí họ còn không ngại gì mà lên hẳn cái cộng đồng rất là lớn, đó là web5ngày.com. Web 5 ngày á, cái nhóm Facebook của web 5 ngày là cái nhóm mà nó rất là VIP luôn á, họ chia sẻ toàn những điều giá trị và không có sale siết gì trong đó, nhưng mà Hảo vẫn kiếm được sale từ trong cái team đó luôn á. Hảo lên họ chia sẻ những cái bài giá trị về một kênh nào đó, và có những người quan tâm họ inbox riêng, thì inbox riêng thì mình nói là không chỉ có kênh đó, còn có marketplace, còn có nhiều thứ, nếu học thì mình sẽ chia sẻ chẳng hạn á. Thì bản chất là
bản chất là bạn phải có kênh hoặc là có kiến thức để làm sao để tạo được cộng đồng, để thu hút được người ta quan tâm đến bạn trước. Và cái thứ hai là bạn phải trao giá trị cho họ. Rồi cái thứ ba là khi trao giá trị rồi và họ xuống, bạn phải tạo được niềm tin cho họ là chắc chắn họ theo bạn, bạn sẽ support được họ. Rồi cái tiếp theo nữa là, đây xong rồi nó đang nghịch kìa. Và tiếp theo nữa là bạn sẽ cho họ một cái là hướng dẫn họ để họ làm ra kết quả. Vì mình mà áp phi cho bất kỳ ai mà họ làm không ra kết quả, mình rất là buồn. Mình có nhắn tin hỏi tại sao mất tiền học rồi mà vào không làm á, thì họ bảo là em bận con nhỏ rồi, em mệt rồi các thứ, đúng không ạ? Thì cái mà việc bận con nhỏ mệt các thứ thì thôi mình thông cảm thôi, nhưng họ không bao giờ họ có trách mình là à cái khóa của chị nó không hiệu quả, em nghe em chán lắm hay như thế nào. Chưa có một ai nói như vậy luôn. Chỉ có là lý do là tôi bận hay là gì đó thôi. Nhưng mà còn những ai mà đã làm á thì rất là nhiều, nhiều người đã làm và cái lời cảm ơn thì nó là limit, unlimited luôn á. Tức là các bạn tự tin làm cho bất kỳ một người nào đó ra kết quả, họ sẽ rất là sùng bái bạn, họ sẽ tin tưởng bạn và họ có tình cảm với mình vì mình đến từ sự chân thành chứ mình không phải là gạt tiền của họ, đúng không ạ? Nó không phải là thầy bà. Thì ở trong trong cái Zoom này mình chỉ chia sẻ vậy thôi. Vì cái những cái con đường mình đi nó y xì như admin vừa chia sẻ luôn á, là bạn cần phải hiểu sản phẩm, rồi bạn cần phải có kênh, rồi bạn cần phải có kiến thức, thì nó là đúng. Và cái tư duy của mình là mình giống như chị Yến và chị Chi á, là mình đã từng đi học, mình chưa học đến khoảng mấy chục triệu nhưng mình học đến khoảng 8 triệu rồi. Học 8 triệu về và không ứng dụng, không làm được ra tiền. Còn anh bạn của mình á, thì anh ấy học 30 triệu nhưng anh chỉ học chị ẹt thôi. Và anh ấy có doanh số chạy ẹt thôi, nhưng mà hiện tại thì chạy quảng cáo rất là khó. Thì có thể cái 30 triệu đó của anh ấy nó cũng không có hiệu quả bằng anh ấy học đa kênh như mình. Họ không hiểu để đi học đa kênh, đúng không ạ? Thì nó khác nhau cái giá trị, cái giá trị khóa học ở ngoài kia. Mình nghĩ là nó khác nhau ở chỗ cái khả năng PR của họ. Họ PR nó quá kinh khủng luôn á. Họ chạy quảng cáo các thứ gì đó, họ tạo hiệu ứng thì tự dưng nó nâng được cái giá trị giá khóa học lên thôi, chứ còn cái nội dung hoặc là cái lĩnh hội được ấy, thì mình không đánh giá cao. Mình không đánh giá cao cái lĩnh hội được ngoài kia. Cho nên là khi mà gặp Quyết nào mình test thử từ cái khóa đầu tiên rất là rẻ 700.000 ạ, mình thấy hiệu quả và nghe những cái Zoom á, thấy tư duy của bạn ấy nó cũng không kém gì những ông thầy ngoài kia, nó chân thật hơn, nó không bóng bẩy, không có hoa lá cành ảo giác gì á. Thì mình quyết tâm là mình cứ theo dần thôi, cứ ra cái khóa gì mà cao nhất, mà VIP nhất, mà có nhiều bí mật nhất thì mình theo. Và ở Fori thì chưa ai mà banh nhiều tiền cho Quyết như mình, tại vì có những cái mà Quyết dạy mình nó không thành khóa học, mà nó chỉ là một chút tút tip gì đấy nói chuyện với nhau thôi, và bảo là banh tiền là để chia sẻ cho nhau thôi, chứ còn không, chưa thành khóa học cơ. Cho nên là ở Fori có những người còn không ai được học cái mà mình đang học luôn á, đúng không ạ? Nhưng mà không phải ai Quyết cũng nói là banh tiền chia sẻ, vì có người á có tư tưởng đầu tư, đúng không ạ? Và Quyết nhìn thấy là mình sẵn sàng đầu tư để mình thu lại lợi nhuận, và đầu tư cho bản thân mình là mình cảm thấy đúng đắn nhất. Đầu tư cho bản thân, và khi bản thân tốt rồi, đúng không ạ, bây giờ có thể sẵn sàng nhập hàng, vì mình tự tin là bây giờ bán cái gì cũng bán được. Bán thuốc sinh lý nam, bán quần áo trẻ con, bán quần áo người lớn, bán túi, bán giày, bán gì cũng được luôn, đúng không ạ? Thì đó là cái chia sẻ chung chung hơn, nói nhiều thì nó hơi lan man. Bây giờ mình bận một chút, mình cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn cái sự chia sẻ rất là nhiệt tình, cũng như là cái chia sẻ rất là thực tế của Hảo, đúng không ạ? Em mình cảm thấy cái chia sẻ của Hảo hay không ạ? Tại vì Hảo mà chia sẻ cái dropship ạ, đúng không ạ, là một cái vấn đề, nhưng mà chia sẻ affiliate lại là một vấn đề khác đấy, nó không có giống nhau đâu. Ok, và Thắng giờ chia sẻ cho anh em mình cái vấn đề trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Thắng là một trong những người. Rồi, chào anh em nhé. Anh em nghe rõ không nhỉ? Rồi, thì bắt đầu xíu thì giới thiệu qua nhé, tại vì ở trong đây thì cũng có khá nhiều bạn chưa biết Thắng. Thì cơ bản Thắng là một cái thành viên mà cũng như là chắc là trong đây là khả năng trong cái Zoom này là lâu đời nhất của Forex Center rồi. Đó, có gọi là lão làng rồi. Thì hồi xưa cái
cái duyên đó, cơ duyên của Thắng đến với Fori nó rất là hay. Nhà Thắng ấy, thì cách nhà Admin có 300 mét thôi, nhưng mà hai mươi mấy năm không gặp nhau, không chơi với nhau, nhưng mà tình cờ lại biết với nhau qua online, thì đó là gọi là một cái duyên. Sau lúc đó là Thắng làm cộng tác viên của Admin luôn, có chưa có bán, chưa có học gì nhá, đó là cộng tác viên bán phụ kiện với với điện thoại đó. Nên hồi đó Thắng còn nhớ cái đơn đầu tiên mà Thắng bán cho Admin, đó là một cái cát với một cái ốp lưng đó, đó là cái đơn đầu tiên đó. Với lại hồi xưa cái mô hình cộng tác viên đó, nó có quá nhiều kiếm khuyết, xong rồi sau một thời gian thì anh em chuyển sang cái Admin có giới thiệu cho Thắng một cái dự án, đó là affiliate với Exchange đó. Thì affiliate thì tất cả mọi người ở đây thì nãy giờ cũng nghe Admin nói rồi, thì Thắng sẽ không nói lại về affiliate nữa. Thì cơ bản á, Thắng là một cái người đã kinh doanh thực tế rồi. Trước khi mà Thắng đến với Fori á, là Thắng đã có kinh nghiệm là 3 năm trong MMO rồi. Hồi xưa là Thắng làm là bán nick Facebook á, tạo nick Facebook để bán. Hồi đó người ta còn giao dịch bằng đầu kim cơ. Ở đây mà bạn nào mà có gọi là có kinh nghiệm hồi xưa thì có khả năng biết cái đó. Đó thì sau khi nghiên cứu, Thắng còn nhớ cái thời gian mà Thắng tiếp cận với Exchange á, cái đơn hàng đến cực nhanh. Chỉ sau 2 tiếng mà Admin giới thiệu bảo ông nghiên cứu về Exchange này đi, team Galaxy đang làm. 2 tiếng sau kết quả, đó là mình thấy được cái tiềm năng của cái affiliate. Và đó là cái mà mình muốn hướng tới. Tại vì cái câu chuyện á, hồi xưa là bán cho người khác đó, nó bán tại vì có quá nhiều sản phẩm về affiliate. Hồi đó thì Thắng chỉ chơi affiliate với Shopee thôi. Do đó, bữa nay hồi xưa Thắng không có học bất cứ một khóa học Shopee này. Thắng chỉ học đúng một cái khóa công thức thành công của Admin, Thắng biết bán Shopee. Mặc dù cái khóa công thức thành công của Admin chỉ có giới thiệu qua về Shopee thôi, nhưng nó sẽ cho ta được cái tư duy để bán hàng. Và khi có tư duy bán hàng thì mình sẽ bán được bất cứ kênh nào. Và đó là cái chia sẻ đó. Thì đúng là 2 tiếng luôn, sau 2 tiếng nghiên cứu, lúc qua Thắng còn nhớ là khoảng từ 10 giờ sáng là bắt đầu tạo tài khoản, thì đến 12 giờ trưa thì báo với Admin tôi có click rồi. Xong đến khoảng 5 phút sau thì báo là có 3 sale ở trên 3, hồi xưa gọi là cái gì gọi mình quên rồi, tại vì hồi xưa cái người affiliate thì gọi là publisher đó, chỉ trong vòng 2 tiếng. Và bắt đầu là Admin giới thiệu cho cái công thức thành công của họ, và học từ đó đến giờ là không biết bao nhiêu khóa nữa. Và còn xuống trực tiếp cái trụ đạt bản doanh của Fori ở dưới Minh Đoạn đó, Thắng xuống đó Thắng đúng một tuần để gọi là ôn thi đại học ở dưới, đúng là ôn thi đại học liên quan đến cái kinh doanh này thôi. Thì đó là cái chia sẻ mà về cái con đường mà Thắng tiếp cận Fori. Thì Thắng đến với Fori là khoảng từ tháng 7 năm 2018 đến giờ thì nó cũng khá là lâu rồi. Tháng 7, nhớ đó là một cái mùa hè rất là đặc biệt đấy. Mùa hè đó là Thắng vừa thua lỗ. Thắng hồi xưa Thắng bán giày, cái câu chuyện đó là vẫn nhớ, và đó là một gọi là một cái vết xe đổ của mình đó. Thắng có chia sẻ trên blog của Thắng đó, thì mình không có cái kinh nghiệm gì về bán hàng, mình chỉ biết một chút xíu về fanpage, và hồi đó cũng biết chạy quảng cáo đấy, nhưng mà biết cách là gọi là chạy cái tài khoản cá nhân, chạy trực tiếp bằng cái điện thoại á, chứ không phải là chạy bữa nay chạy bằng BM như bây giờ đâu, không phải xịn như bây giờ đâu. Hồi xưa đâu biết đó, tại vì hồi xưa chạy nó cứ tưởng đơn giản, thì kích vô điện thoại thì nó có cái mục quảng cáo bài viết, thì mình bấm vô mình chạy né thì mình chạy thôi, thì nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà thực ra là nó cũng trả ra chuyển đổi nhiều. Và hồi xưa cái dự án dài thì nó thua lỗ đâu đó khoảng tầm 50 triệu, đúng là 50 triệu, nên tính hết rồi còn bị lừa, nó bị lừa mà đó, đối tác ngoài Hà Nội gọi là đối tác coi như là anh em quen biết nhau từ những cái thời mà hồi 2014-2015, và làm mình một cú là một cái lô hàng 30 triệu, là bắt đầu bỏ toàn đá, bỏ đúng cái đôi giày màu hồng, còn nhớ cái đôi đó là đôi cái gì bê lần gì nó quên rồi. Bây giờ lâu quá không bán giày, vẫn còn nhớ như in, mà tại vì cái ký ức đó nó không thể quên được. Thì đó thì có tâm sự với Quyết, và hồi xưa cái mục tiêu nó cực kỳ bé luôn, thật sự. Hồi xưa cái mục tiêu của Thắng đi Mobori biết là gì không? Thắng chỉ cần có một cái website để bán cái cục điện thoại, hết. Mục tiêu hồi xưa đúng là mục tiêu hồi xưa nó chỉ có như vậy thôi. Và bây giờ thì Thắng có thể lập được 100 website được, chỉ cần mất 30 phút thôi.
tại vì học mà học rồi bây giờ nó có sẵn tài nguyên rồi, mình vô mình bỏ cái xong là đang có sẵn tất cả các mẫu về cái website. Đó là về cái vấn đề kỹ thuật mà hồi xưa mong ước, đúng mình nghĩ lại hồi đó mình mong ước bé quá nên hồi đó mình đi chậm và vậy. Sau đấy mình thì mong ước cao hơn. Thì cái target năm vừa rồi của hắn là chỉ có đạt 100 triệu thôi. Nhưng thực tế thì hắn được khoảng tầm 180 triệu. Đó là cái năm vừa qua hắn làm. Thật. Thì năm vừa qua. Thì đó là cái target đặt ra là cái hồi Tết năm ngoái. Đúng cái thời điểm này, con này gần thời điểm này là ngồi lúc đó là anh em ngồi với nhau 6 người. Và tự đặt ra target cho gì ta? Tự đặt ra target cho từng người một, em đi hỏi từng người bây giờ mục tiêu là gì. Thì có hồi xưa có cung chung, em muốn thành một cái diễn giả cù lâm 100 triệu một tháng đó. Còn ai nữa quên rồi, nhưng mà còn hắn bảo là target muốn học nhiều hơn và muốn kiếm được doanh số là từ Tết đó cho đến cái thời điểm Tết năm sau là được 100 triệu và nó đã vượt chỉ tiêu rồi. Và đó là một điều rất là tuyệt vời khi đến với Forum Center. Đó là cái con số nó nói lên tất cả đấy, tại vì hắn làm rất là nhiều. Đó là về chia sẻ về bản thân. Thì cái target đặt ra được vào năm nay thì target hơn năm mồm tí nữa nói phim là phải 50 triệu tháng. Không biết được đâu, nhưng mà ráng thôi. Ai đặt thuế ước mơ đâu mà, mình cứ ước mơ và mình phải được hiện thực hóa được ước mơ. Đó là mình phải có một cái lộ trình đặt ra. Đó là phải gom từ cái tiền nhỏ. Ví dụ như ở đây, hắn có sản phẩm đây. Khi nào đó có sản phẩm trên tay, tháng bán cách nào là có sản phẩm trên tay và tháng affiliate với cái sản phẩm nào, tháng đều phải có kiến thức về nó. Và lát nữa là mình cho phép tháng show màn hình để cho anh em xem về cái bộ tài nguyên của tháng được chia sẻ nha. Thì để nói một lúc là thì đó, thì cơ bản là khi mình về nói bây giờ nói về vấn đề affiliate này. Affiliate thì cơ bản nó cũng là bán sản phẩm và chúng ta phải xác định được cái sản phẩm mình bán là gì. Chúng ta bán sản phẩm vật chất thì ok, chúng ta có sản phẩm, chúng ta phải có chụp ảnh vân vân vân. Còn chúng ta bán sản phẩm số, đó là sản phẩm trí tuệ đó, thì chúng ta cần phải thứ nhất phải trải nghiệm nó. Không trải nghiệm mức không làm được, cái đó chắc chắn. Thật sự bạn bán một cái tool, bạn chưa giờ xài tool, bạn bán được thì nó hên xui hoặc là người ta ủng hộ bạn cho bạn vui thôi, đó là sự thật. Còn nếu mà bạn mà không có sản phẩm thì còn khuya mà mới bán được, thì cái đó là cái vấn đề đầu tiên khi affiliate. Còn cái thứ hai đó là những cái gọi là kiến thức xoay quanh cái vấn đề đó. Ví dụ như là bạn affiliate cái tool, bạn phải có kinh nghiệm về nuôi nấng, về Facebook, về bắt up, rồi về vượt chất point, bạn không có chết. Thật sự. Và thắng có đầy đủ những cái đó nên thắng chạy rất là tốt. Và tháng vừa rồi thì nói chung thì cũng rất là bận, nhưng mà cũng bán được 5-6 triệu. Vậy thôi, nó cũng không có được bao nhiêu tiền từ affiliate đó. Ngoài ra thắng còn làm ở Hot Amada nữa, thì chia sẻ luôn cho mọi người là ngoài làm ở Corey thì thắng có một cái đội nhóm riêng đó, một cái cộng đồng group hơn 3.000 người và một cái nhóm Zalo khoảng hơn 2.000 người. Đó là cái cộng đồng riêng của thắng, và ở cộng đồng đó thắng đóng vai trò là admin. Còn ở đây thắng là chỉ là thành viên ở trong Corey Center thôi, thì mình tự tạo ra sân chơi của mình thôi mà. Nhưng mà vấn đề là thắng vẫn muốn làm cái Corey là chắc chắn rồi. Tại vì thắng, bạn nào mà theo dõi thắng từ những cái giai đoạn đầu tiên đó, từ những gọi là Zoom 1 của admin thì thấy thắng là lên Zoom rất là nhiều, khá nhiều. Thời điểm này năm ngoái lên khá là nhiều, chia sẻ rất là nhiều kiến thức. Tại vì lát được xong cái này thì thắng còn Zoom ở trong cái nhóm thời trang và trong cái nhóm quá trình nữa để hướng dẫn tốt cho các bạn bán hàng. Thì hôm nay đã hứa là 9 giờ nhưng mà hôm nay kiểu như là đột xuất, admin đột xuất Zoom thì mình phải tham gia thôi. Tại vì thắng không muốn bỏ lỡ bất cứ một buổi Zoom nào của admin. Từ khi admin Zoom 1 đến giờ thì cái tỷ lệ mà bỏ buổi Zoom của thắng á, thì nó chỉ rơi đâu đó khoảng tầm 5%. Cái đó là con số thực tế. Và mình càng nghe nhiều, giả sử mình đọc sách đúng không? Giả sử như mình đọc sách thì ngày này mình không đọc, thì ngày hôm sau đó, ngày này mình không đọc, ngày hôm sau đó, mình sẽ bị gọi là, sẽ gọi là cái tâm lý gọi là mình sẽ bỏ dần dần và mình sẽ bỏ thói quen đọc sách. Đó, cái đó gọi là thói quen. Còn khi bạn đọc sách đủ 30 ngày, ngày thứ 31 bạn không đọc, bạn thấy thiếu. Và như việc mà bỏ việc học đi, thì bỏ 30 ngày đến ngày 31 bạn rất khó để quay lại để học. Đó là cái vấn đề thực tế luôn đó. Nó còn về cái
Affiliate thì nó khá là hay. Tại thật sự á, affiliate đó là quảng bá sản phẩm của người khác. Và trong Mori nó đặc biệt hơn, đó là chỉ cho các bạn affiliate như thế nào. Tại vì thằng affiliate cho rất là nhiều nơi. Đó, và từ Access Trade rồi còn mấy cái ở trên mạng nữa. Quên mất tên rồi, tên tiếng Anh không có thể nhớ được. Tiếng Anh hơi dốt. Đó, nhưng mà thấy cái gọi là CPO, đúng không? Cái CPO của nó rất thấp, thực sự rất thấp. Nó thấp so với những gì mình bỏ ra. Còn Fori mình bỏ ra ít nhưng mình sẽ nhận lại quá nhiều lợi ích. Thứ nhất là bạn vừa được học, cái thứ hai bạn vừa hướng dẫn cho người khác cùng học với mình, cùng có cơ hội như mình. Và đây là mô hình win-win. Tôi chỉ cho bạn, bạn làm được, ok. Và chúng ta, bạn mua cái này của tôi qua cái lời, cái link affiliate, bạn cho tôi tiền và tôi sẽ có nhiệm vụ. Đó là giả sử như bạn đã tuân thì tôi phải có nhiệm vụ hướng dẫn bạn setup bước đầu tiên. Tại vì tất cả những bạn mua tool qua Thắng đó, Thắng sẽ tặng cho các bạn rất là nhiều tài nguyên. Ví dụ nhé, thứ nhất Thắng sẽ tặng cho các bạn đó là cách để nhân bản đích. Rồi, tại vì Thắng biết được cái nội hàm của cái tool nó cần những vấn đề gì. Thứ nhất, tool cần rất nhiều đích. Cái thứ hai, tool cần rất nhiều hình ảnh, đúng không? Thì mình sẽ cho họ cái đó và họ tin tưởng họ mua thôi. Và câu chuyện rất đơn giản. Và Thắng đang áp dụng cái tool 10 của Affiliate. Các bạn chắc ở đây chắc chưa ai biết cái tool 10 này rồi. Tại vì cái tool này là hồi xưa Thắng bán một kiện. Đó là hồi xưa gọi là tool 100 thôi. Đó là một ngày hãy quảng bá đến 10 người bạn của mình. Hãy nói chuyện với người 10 người ở trong cái list friend của mình để giới thiệu với cơ hội. Và cái tỷ lệ khi nào mà cũng là 80, 20 hoặc là 90, 10 hay là 40, 60 thì đó là tùy thuộc vào cái khả năng thuyết phục của các bạn. Thật sự, thực tế, một ngày nhắn tin với 10 người có tốn thời gian không? Cực kỳ ít thời gian. So với việc một ngày các bạn setup bán hàng, tư vấn có thể mất 3-4 tiếng, các bạn chỉ cần nói chuyện thôi. Và các bạn phải biết được gọi thứ hai, đó là cái kinh nghiệm nhận diện khách hàng tiềm năng. Và cái này chỉ cho các bạn luôn, nếu mà muốn biết được khách hàng tiềm năng, hãy họ đang làm gì. Đó, họ là sinh viên, bảo họ bỏ ra 5 triệu để mua một cái tool, để một cái quà. Có chờ để mua được, sinh viên một tháng đi học, ba mẹ cho 3-4 triệu thôi. Tiền đâu ra 5 triệu cho bạn, trừ những cái thằng sinh viên là đại gia thôi. Nhưng họ là người đi làm, đó, họ muốn kiếm thêm, lương của họ là tháng chục triệu, 15 triệu, hoặc họ là doanh nghiệp. Hãy tập trung vào mấy người đó. Đó là cái vấn đề đó. Tại sao tôi làm thành công? Tôi chỉ biết một cái. Thứ nhất là tôi biết sản phẩm của tôi như thế nào. Cái thứ hai, tôi biết những người nào đang cần. Vậy thôi, cái affiliate nó cực kỳ đơn giản, theo một cái lối tư duy đơn giản. Chứ các bạn cứ thấy phức tạp quá là phải bắt link thật nhiều. Ok, đồng ý điều đó. Bắt link nhiều thì lợi nhuận nó sẽ cao. Nhưng làm sao các bạn biết được cái insight khách hàng nào nó đang cần cái sản phẩm đó, hay là ném cát đủ tre và cầu may. Đó, cứ hôm nay quăng lên, ngày mai cầu may. Và cầu may thì tiền nó cũng như trúng mấy số thôi, ngày trúng, ngày không. Và cái tỷ lệ trúng nó cực kỳ thấp. Bạn nào ở đây chắc hẳn là cũng mua mấy số đúng không? Tôi nghĩ là vậy. Ít nhất là mua, và cái tỷ lệ trúng mấy số nó cực kỳ thấp. Và nếu mà các bạn làm như vậy thì các bạn đang cầu may là kiểu như việc mua mấy số. Nhưng mà giả sử như một cách khác, đó, nói thôi kia, các bạn không mua vé số, các bạn đánh lô đi. Tại tôi có một thằng bạn đánh lô rất là chuyên nghiệp. Và một ngày nó dành ra 8 tiếng để nó nghiên cứu những con số. Và cái tỷ lệ đánh của nó cao hơn những cái thằng bên kia. Thật sự, cái đó là nó gọi là không khuyến khích các bạn đánh đâu, nhưng mà cái đó để phân tích cái vấn đề thôi. Thì cái tỷ bạn đã giảm thiểu được cái tỷ lệ là trúng thưởng của mình, đã tăng được cái tỷ lệ trúng thưởng của mình. Giả sử như lô là miền Bắc là bao nhiêu tôi cũng biết, tại tôi mua đánh khoảng 2-3 lô đấy. Thì chắc chắn nếu mà bạn đánh lô, cái tỷ lệ của bạn trúng đó là 20% trở lên. Và đây là cái tỷ lệ vàng ở trong marketing 80-20 và ở trong cái khóa công thức thành công có cái công thức 80-20. Thật sự. Và nó áp dụng với tất cả những cái lĩnh vực ở ngoài kia. Thật sự. Tại vì tôi quan theo cái quan sát xã hội của tôi thôi, cái nhìn nhận xã hội của tôi thôi. Thì nó sẽ có tỷ lệ đó, 80-20 là cái tỷ lệ mà của một người bình thường thì sẽ đạt được. Rồi quay lại với cái tool 10 mà tôi hướng dẫn, 10 người bạn mà các bạn chỉ cần 20% làm hai cái tool này kiếm 400.000, một tháng 12 triệu. Làm gì một tháng để kiếm 12 triệu mà các bạn không phải bán hàng?
chỉ có ngồi nói chuyện thôi. Và cái việc affiliate cầm cái điện thoại nói chuyện không cần phải xài máy tính để nói chuyện nữa, cầm điện thoại tự tin thì gọi thẳng cho họ luôn. Và thường á, những bạn nào mà được tôi gọi điện thường thường sẽ chốt luôn, tại mình có khả năng thuyết phục. Thì đó đó là cái vấn đề mà ở affiliate á, mình muốn chia sẻ cho các bạn đấy. Rồi để mình cho thắng phép share cái màn hình một tí nhé, share chỗ này không? Hiện chưa nhỉ? Yếu. Nó trắng luôn rồi. Đợi tí nữa. Không hiểu sao tại đang xài ở trên trình duyệt web luôn, tại vì lại vô gấp quá chưa kịp kia. Thôi chắc khả năng là khỏi đi. Thì mình có thể share hộ thắng mấy cái tài nguyên của thắng như là group hay là blog cá nhân hộ thắng cái, tại vì cái màn hình hôm nay nó có vấn đề rồi. Ồ, cảm ơn là mình trước nha. Ok, để tắt đi xong rồi bây giờ muốn làm gì thì mình kiếm rồi. Rồi rồi, để tắt cái này. Mình chia sẻ. Rồi ok, tiếp tục. Thì cơ bản để khi mà mình affiliate một cái vấn đề gì thì mình phải có được một cái kênh truyền thông. Kênh truyền thông là sao? Đó là Facebook cá nhân, đó là Zalo, đó là Instagram, đó là TikTok, đó là website. Và những cái mà cái kênh đó mình phải build theo cái hướng đó là giới thiệu về cái sản phẩm mình đang quảng bá. Ví dụ như tôi bán tung, ở trong blog cá nhân của tôi có rất là nhiều bài liên quan đến tung đó. Tôi giới thiệu khóa học ở trong blog của tôi, khóa học nào mà tôi giới thiệu đều có cái gì ta, cái bài viết liên quan đó, đó đều rất tuyệt vời. Và ngoài ra tôi phải có những cái kiến thức mà chia sẻ như là hướng dẫn đăng bài, rồi cách chọn sản phẩm đó, để làm gì, để thu hút được người ta và tạo được cái sự tin tưởng đó. Còn khi các bạn affiliate mà các bạn chỉ có chăm chăm đó là muốn họ phải mua sản phẩm của mình thì các bạn thất vọng. Tại vì như admin nó phân tích một cái rất hay về cái này, và tôi cũng có được nghe qua ở trong cái khóa của anh Nhất, thì đó là cái vấn đề, đó là cái tâm lý người bán và tâm lý người mua. Cái tâm lý người bán thì khi nào chúng ta cũng muốn phải bán được hàng, phải bán cái này. Còn tâm lý của người mua là họ phải muốn tin tưởng, họ phải muốn biết được cái gì tốt nhất. Đó. Rồi admin có thể share cái kênh YouTube của Thắng nữa. Lên YouTube search Thắng Business là ra. Đó, Thắng xây dựng rất là nhiều kênh xoay quanh cái vấn đề này. Vì thế tôi mới làm thành công được, chứ không phải tự nhiên đó. Các bạn thấy tôi sâu kết quả về sale rồi kia, hay là tôi đang tặng feedback, hay là vân vân. Thật ra là tôi đang làm rất là nhiều. Và cái nhiệm vụ của tôi một ngày tôi nói chuyện không dưới 10 người. Và giả sử hôm nay người ta không chốt thì đến hôm sau người ta sẽ tin tưởng mình. Và mình càng xuất hiện nhiều, người ta càng biết mình là thằng làm nhiều. Đó, ở trên đó nó có rất là nhiều vấn đề xoay quanh đấy là affiliate. Còn cơ bản nhá, cái này á là nó chỉ là những cái video hiện thôi. Còn những cái video mà tôi không công khai, nó lên tới khoảng 60 video để chia sẻ những cái kiến thức để tôi làm kinh doanh, để làm affiliate. Rất là nhiều vấn đề. Những cái này là những cái tốt không á, những cái tôi chia sẻ trên mạng á. Tại vì không, trước giờ ít người làm những cái điều liên quan như thế này. Thật sự rất ít người liên quan. Người ta làm, người ta chỉ tập trung vào một kênh. Nhưng mà khi đến với Corey, tôi học được cái tư duy đa kênh. Nên tôi build tất cả những cái content liên quan đến cái sản phẩm mình đang bán. Giả sử quay lại vấn đề mà các bạn đang bán sản phẩm vật chất, đúng không? Sản phẩm vật chất thì các bạn phải có cái website liên quan đến nó, có fanpage, có Shopee. Đó. Ngoài ra tôi còn có một cái gọi là tôi không trực tiếp bán sản phẩm vật chất đâu nhé, nhưng mà tôi vẫn có đội bán cho tôi. Thì mình có thể sau cái chợ mua bán 24 giờ của Thắng được không? Tại vì cái trang web đó là Thắng làm ra để cho member đặt hàng ở trên đó. Ở trên đó là rất ít sản phẩm thôi. Tại vì cơ bản là mình có tư duy là bán ít nhưng mà chất lượng, còn hơn là bán nhiều mà lan man. Thì chợ mua bán 24 giờ là cái trang web đó dành riêng cho cộng tác viên luôn. Hồi xưa là tôi build y chang chợ mua bán online, nhưng mà tôi muốn giữ, gọi là chỉ muốn tồn tại một cái chợ thôi.
thì đây là cái trang web giao diện cực kỳ đơn giản và đặt hàng trực tiếp trên đó, vậy thôi. Và ba bài hướng dẫn đặt hàng, hướng dẫn về marketplace, chính sách bảo hành, nó chỉ đơn giản như vậy và họ cũng làm được, vậy thôi. Chỉ có vài sản phẩm thôi. Đó là cái vấn đề mình làm cái gì mình phải có cái cần xây dựng liên quan đến cái đó. Còn các bạn mà không biết cách xây dựng thì không còn con đường nào các bạn phải học. Tại vì nếu các bạn mò, ok, trên Google nó có tất cả kiến thức mà tôi đang nói, nhưng sẽ các bạn nếu không có cái tư duy tổng hợp thì các bạn sẽ không làm được. Và các bạn cần một cái người định hướng, đó là admin. Đó là những cái người thầy nào các bạn ở trên kinh doanh. Đó như vậy thôi. Nó phải cần để xây dựng ra những cái cân đó. Đó, ví dụ giả sử muốn có website thì cần phải có gì? Thứ nhất phải có hot, thứ hai phải có tên miền. Bạn phải hiểu được cái cơ bản đó thì bạn mới affiliate được với hot Amazon. Chứ bạn mà còn không biết sử dụng, có một tôi có một thằng gọi là đệ luôn đó, ở trong Bitmember gọi là đệ đấy. Nó làm, nó quảng bá rất là hay, nó áp dụng quảng bá rất là hay, cái tỷ lệ click của nó lên tới gần 1.000 nhưng không được một cái sale nào. Tại vì cơ bản bản thân của nó còn chưa biết sẽ đặt được cái website của bạn, tại vì nó chỉ biết nhân bản thôi. Và nếu mà chúng ta muốn làm tốt như vậy thì chúng ta cần phải hiểu về cái sản phẩm của mình. Đó là vấn đề đấy. Còn nếu chúng ta không hiểu thì không có cách nào khác mà chúng ta làm tốt được. Đó là những cái chia sẻ rất là thật lòng lắng ở cái cuối năm nay đó, để đạt được cái gọi là cái target 50 triệu một tháng đó, nó không phải đơn giản đâu. Em bảo là nó hơi nặng đô đấy, nhưng mà sẽ cố gắng thôi. Thì sẽ cố gắng ít nhất một tháng phải kiếm được từ affiliate phải là 20 triệu thì mình mới đạt được cái target như vậy. Ít nhất là 20 triệu. Còn lại thì ngoài ra thì hắn có bán đồ cộng tác viên, hắn có làm job dịch vụ liên quan đến là website. Rồi, như qua hắn có khoe admin đó, hắn chỉ cần bán 4 cái đâm thôi, hắn có 2 triệu. Mà trong khi cái đâm đó hắn mua có 500 nghìn. Và bây giờ hắn lại 1,5 triệu. Thật sự đó là bán sản phẩm số đó, nó bền vững cực kỳ luôn. Và nó không có cần bảo hành quá nhiều, tại vì chỉ có một cái file nén thôi, một cái file nén của một cái đâm bán 500 nghìn vẫn có người mua. Và hôm qua có bán, hôm nay thì một người mua, còn hôm qua là 3 người mua. Nó thật sự. Rồi mình có clip hướng dẫn họ setup luôn, chỉ có setup thôi. Còn nếu mà họ muốn build một cái web nữa, mình là có tiền đó, đưa em 1 triệu em build cơ bản cho chị, muốn đẹp chọn sale 3,5 triệu. Có khi tôi không thèm làm được không? Tôi giao cho đội kỹ thuật của Corey chẳng hạn. Đó, đấy câu chuyện kết nối đó mà. Và ai mà kết nối được mới là người thông minh. Tại sao mấy thằng sale bất động sản nó giàu? Thật sự, sale bất động sản có nhiều người rất là giàu. Tôi quen biết được ở trong giới kinh doanh bất động sản đó. Tại năm sau tôi cũng tính mua đất mà em Minh bảo là hôm bữa có chỉ cho tôi một cái chiêu là mua đất và được tặng xe. Cái này bí mật thôi. Và anh em nào đủ tiềm lực thì mình có thể thảo luận về vấn đề đó. Và anh em nào mà muốn gặp hắn thì thường thường là một tháng hắn sẽ offline ở Hồ Chí Minh một lần. Đó, Hồ Chí Minh là cái trụ sở thứ ba của Corey. Trụ sở một là Ninh Thuận, trụ sở hai là ở Hà Nội, gọi là trụ sở ba thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà hiện tại thì chưa có văn phòng, tại vì anh em chưa có ngồi lại với nhau để setup. Thì cái đó là cái vấn đề sau này thì khả năng chắc chắn sẽ có. Đó thì trong cái Zoom này hắn chỉ chia sẻ những kiến thức này thôi. Và đây là những cái điều thật nhất dành cho mọi người thấy luôn đó. Đó, hắn sâu cho mọi người thấy những cái data, những cái tài nguyên của hắn. Và hắn không hề bốc phép. Hắn có gì hắn nói đó. Và làm được gì hắn nói đó. Và nếu mà các bạn mà muốn làm như vậy thì có thể là sau cái Zoom này có thể trao đổi thêm với hắn chẳng hạn để hỏi về những cái vấn đề liên quan, hoặc là hỏi admin. Và tốt nhất là nên hỏi admin, tại admin là người nắm kiến thức rất là vững, và thắng cũng chỉ là cái người phía gọi là admin đào tạo ra thôi, nên các bạn hãy nên tập trung vào những cái người nhỏ nhất. Thì cơ bản hỏi thắng thì chỉ nên hỏi về những cái kinh nghiệm thôi. Thật sự kinh nghiệm thì có rất là nhiều, tại làm lâu thì sẽ có kinh nghiệm thôi, còn kiến thức thì sẽ không so với admin được. Còn doanh số thì đó thì đã đặt target và cố gắng làm những cái cân này rồi sẽ build tiếp. Và hiện tại hắn đang build thêm thương mại điện tử nữa, đang build lên thương mại điện tử nữa. Và mới có một tuần mà có đâu là mình hiểu được cái nguyên lý mà. Và đang trong quá trình mà để chạy dịch vụ nữa, liên quan Facebook. Nó đang setup khoảng tầm, mới chuẩn bị lấy thêm của em thêm 100 đến Facebook nữa để làm.
Đó là cái mà mình nên đầu tư. Thứ nhất là đầu tư về kiến thức, hai là đầu tư về công cụ. Tại vì hôm nay anh Nhất nói một câu mà mình rất là tâm đắc, rất là hay luôn. Ở trong kinh doanh, trong khi mà người ta đã đi, đã xài máy để người ta cày rồi, và có một số bạn vẫn đang buông tay, và các bạn mong muốn được cái doanh số như những người chạy máy, xài máy móc rồi, thì đó là một cái điều hoang tưởng cực kỳ, thật sự luôn đó. Và cái câu nói đó mà bị ám ảnh cả ngày nay luôn đó. Nên hôm nay quyết định là sẽ dồn hết máy móc để mình làm luôn, chuyển hết máy móc về để làm luôn. Tại vì hiện tại thì ở đây Thắng chỉ có một cái PC, một cái laptop thôi, thì Thắng sẽ tính chuyển thêm một cái PC với khoảng tầm 3-4 cái laptop về để làm. Đó, hiện tại thì nhân viên nghỉ rồi nên cũng rất là khó, nhưng mà kệ, cứ làm trước, đã setup trước rồi thuê người sau. Thì đó là vấn đề. Khi mà bạn làm nhiều á, tức khắc sẽ có người khác tìm đến bạn. Đó là vấn đề luôn á. Tại vì cũng sẽ tự nhiên hương mà. Đó, nên đừng ngại ngùng mà chia sẻ hay học hỏi thêm. Đó, đừng có giấu dốt nhé. Đặc biệt là trong Cori đừng có giấu dốt, bạn không biết thì bạn nên hỏi. Đó, trừ những cái câu hỏi mà mang tính mà đã có trong tài liệu rồi thì đừng nên hỏi, tại vì sẽ bị la đấy. Tại những cái liên quan đến những cái quy trình như thế nào mà bạn không nghiên cứu và bạn đi hỏi thì khả năng là một người chia sẻ cho bạn cũng cảm thấy rất là khó chịu, tại nó có sẵn rồi mà bạn không thèm đọc. Đó vấn đề đấy, tại vì trong kinh doanh mà nên tự giác một tí. Tại vì bạn làm á, tiền thứ nhất là bạn hưởng, chắc chắn là tiền về bạn đã, chứ không phải là tiền đến từ chúng tôi support cho các bạn, đúng không? Đó là nghĩa vụ trách nhiệm, tại vì tôi trong đội nó đó, nên có công việc. Tại vì chính Fori tạo công ăn việc làm cho mình kia, cho mình có được cái thu nhập, thì mình phải có trách nhiệm, đó là xây dựng cộng đồng, và đó là cái mô hình win-win đấy. Thật sự, tại vì nếu mà ở trong đây mà lượng member mà nó giảm đi, hoặc là nó bị gọi là sao là gọi là bị bão hòa, thì thật sự là mình sẽ không khai thác được. Nên tháng ngày nào làm gì thì làm cũng không quên kéo phễu cho Fori, và đó là cái trách nhiệm của Thắng. Và hiện tại cái nhóm 8 mà nhóm Thắng đang kéo thì cũng được gần 500 member rồi, nhưng mà tốc độ Thắng đấy vẫn hơi chậm, tại vì 2 tuần, hơn 2 tuần và 500 member thì nó quá tệ. Admin mới làm cái nhóm 9 có khoảng tầm 5-6 ngày thôi là nó tới tầm cả hơn 500, 600-700. Đó là mình phải xem lại là mình kéo như thế nào. Thì nhiều lúc thì phát hiện ra là mình xài cũng rất là nhiều, thì xài máy móc để giúp mình thôi, và cái đó là cái điều rất quan trọng đấy. Đó. Cái gì chưa có thì các bạn nên có, đó. Chưa học được cái kiến thức này thì nên học, và nên chọn lọc những kiến thức học trong thời điểm này nên học những cái gì. Và cái điều này thì có thể hỏi mình được hoặc là đủ góp để biết được là cái định hướng là nên bắt đầu từ đâu. Đó một cái câu hỏi mà bị chửi hoài luôn đó. Đó, hồi xưa là có một mốt gọi là Tiến Hùng nó xuống Ninh Thuận hỏi một cái câu với admin, mà admin chửi 3 ngày luôn, chửi hắn 3 ngày luôn. Đó là cái câu mà bây giờ em làm gì để có tiền đó, và bây giờ thằng đó bây giờ 1 tháng nó kiếm được hơn 100 triệu, chỉ sau chửi 3 ngày thôi tháng kiếm hơn 100 triệu. Đây là sự thật nhé, không tin nữa. Có thể inbox cho là Tiến Hùng đó, Tiến Hùng ở trong đội ngũ mốt thật sự hàng kiếm 100 triệu đó. Cái bí mật đó thì có thể hỏi đó để biết tại sao nó bị ăn chửi 3 ngày luôn. Tôi trực tiếp nghe mà, tại vì hôm đó là tôi với Hùng xuống dưới Fori để học thêm đó, Tiến Hùng đó đó. Nhưng tôi về sớm hơn, tôi về sớm trước 1 tuần, tôi về sớm trước 1 tuần tại vì tôi có bận công chuyện, thì Hùng có ở lại và học thêm, và học thêm chạy quảng cáo. Thì đợt đó tôi xuống là tôi tính học là chạy quảng cáo với là email marketing, nhưng mà thật sự là vẫn chưa học được email marketing. Thì chắc trong một cái thời gian sắp tới thì chắc tôi lại phải xuống dưới Fori một lần nữa để tôi học nốt cái khóa còn lại, đó là cái khóa email marketing, để tôi hoàn thiện được những cái blog, platform của mình, những cái bản ghép mà mình còn thiếu. Đó, do đó tại sao mà kiếm được nhiều tiền thì đó là câu trả lời dành cho các bạn, tại sao affiliate thành công. Đó, thì xem lại mọi người đang thiếu những cái gì. Và đây là những cái chia sẻ thật lòng đó. Các bạn đang là những người đồng đội của tôi mà, tôi không ngần ngại chia sẻ đâu. Thôi, thì ok, thì nhiều mít là cho em mình nhé. Nói đến đây thôi, nó hơi lâu rồi. Ok.
cảm ơn chia sẻ của Hùng nhé, chia sẻ rất là chi tiết đúng không ạ, cái quá trình cũng giống như là các cái vấn đề trong đó, thực tế là ở trong đó anh em mình mà tinh lý là sẽ nhìn thấy rồi đúng không ạ. Các cái kênh mà Hùng giới thiệu nó sẽ gồm là cái kênh để quảng bá làm affiliate ấy, và trong khóa học training cũng có nói về phần này đúng không ạ. Căn bản một câu ngắn gọn là tất cả những kênh mà có khách hàng tiềm năng thì chúng ta đều sử dụng để làm affiliate marketing. Và cái quan điểm của làm affiliate marketing là ở đâu có khách hàng thì ở đấy có mình. Quan điểm đây là quan điểm kinh doanh chứ không phải là quan điểm cộng tác viên. Đưa góc độ cộng tác viên có nghĩa là thích, tôi thích làm, tôi làm, không thích thì thôi, tôi không làm. Như vậy không có thành công được. Có nghĩa là mình làm cho mình, đúng không ạ? Giả sử nhé, giả sử như thế này thôi. Bạn đến một ngày bạn có khả năng mà tạo ra được cái sản phẩm affiliate đấy thì sao? Đúng không? Đúng không? Bây giờ bạn chưa có khả năng làm ra website, đúng không ạ? Bạn chưa có khả năng làm ra website thì bạn affiliate, bạn lấy 500-700 ngàn một sale là ghê rồi. Nhưng mà thích thì làm, không thích thì thôi. Đồng ý. Nhưng mà giả sử một ngày nào đó công ty của bạn, đúng không ạ? Một bạn nào đấy chưa ở đây chưa có lấy chồng, đúng không ạ? Rồi là chưa có lập gia đình chẳng hạn. Đúng không ạ? Vô tình lấy ông chồng làm công ty gì vậy ạ? Về marketing, về gì ạ? Làm website thì sao ạ? Dù muốn dù không, ông bà cũng có thể bán, đúng không ạ? Chứ không phải là đứng ở góc độ đấy thích hay là không nữa. Thì lúc đó thì mình mới thành công được. Lưu ý nhá, thì vừa sau này mình và Hùng đúng không ạ, và Hảo đã chia sẻ rất là những kinh nghiệm cực kỳ sâu sắc đó. Và nó rất là sát sườn, đúng không ạ? Thì các cái kênh quảng bá hiệu quả bây giờ đó là Facebook, đặc biệt là group hội nhóm, đặc biệt là các cái forum, đặc biệt là cái YouTube và TikTok. Đây là những cái kênh mà nó chứa cái tệp data khách hàng rất là lớn. Trong 5 cái vấn đề muốn kiếm tiền, đúng không ạ, là làm tình, làm tiền, đúng không ạ, làm bếp, làm đẹp và làm cha mẹ ra, đúng không ạ, thì làm tiền có nghĩa là cái mục tiêu kiếm tiền ấy, là nó khủng khiếp. Ai cũng có yêu cầu, ai cũng được mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu được gì ạ, sung sướng, mưu cầu được gì ạ, được đầy đủ ấm no. Đấy là vấn đề bản thân ở trong mình, đấy cũng là vừa là nỗi đau, cũng vừa là động lực, cũng vừa là mục tiêu của cuộc sống, đúng không? Sau khi là dư thừa rồi thì chúng ta mới có mục tiêu cao cấp hơn, nó liên quan đến vấn đề sau này. Tôi hy vọng rằng tất cả anh em mình đều thành tỷ phú hết và chúng ta đi tìm cái mục tiêu khác hơn, để là mục tiêu nó không phải là tiền nữa, lúc này nó lại mang tính chất về triết học nhiều hơn, triết lý nhiều hơn, về tư duy sâu hơn rất là nhiều hơn vấn đề về tiền. Đến một ngày tôi tự hỏi rằng là bây giờ mình kiếm được 50 tỷ thì chẳng hạn, thành tỷ phú rồi đấy, mình tiêu hết không? Không hết. Mà có khả năng không? Có khả năng đấy. Đúng rồi, tôi cảm thấy có khả năng đấy. Từ một thằng không có đồng nào trong tay trong đầu năm đến giờ bây giờ đã cực kỳ gọi là ok, khá ổn. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Trong một cái tuổi khá là trẻ, đúng không ạ? Trong khi mà người khác chưa có gì. Kể cả nhiều anh chị ở trong này, đúng không ạ, hơn tuổi tôi rất nhiều, nhưng mà cũng chưa có gì. Tôi không phải tự hào và tự cao, mà tôi cảm thấy rằng nó đúng với cái giá trị mà mình bỏ ra và cái thời gian công sức mình bỏ ra rất là lớn, rất nhiều. Muốn truyền lại cho em mình cái động lực như là như thế nào, đúng không ạ? Trong đây gần 30 người thì chỉ cần được 5-7 người thì thành công hơn một tí thôi là ok rồi, là đã thật sự là tuyệt vời rồi. Thì đấy là những cái mà một là tâm huyết, hai là những cái kỳ vọng của tôi dành cho anh em đội nhóm. Thì khi mà mình được nhiều tiền rồi thì bắt đầu mình sẽ suy nghĩ ra những cái gì nó hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Nhưng mà trước khi mà đến cái giai đoạn đấy thì bây giờ chúng ta phải kiếm được nhiều tiền hả, thì chúng ta mới văn vở được, đúng không ạ? Thì hiện tại thì anh em mình chưa có đăng ký cái khóa phát trinh, đúng không ạ, miễn phí ở trong cái affiliate đấy, thì anh mình hãy nhanh chóng đăng ký nhé, tại vì hiện tại đang là được miễn phí. Chắc chắn rằng qua Tết thì cái khóa học này, đúng không ạ, nó không hề nào mà gì ạ, nó miễn phí đâu. Đấy là liên quan đến Appy nhé. Còn vừa sau này Appy nói ấy, muốn Appy thành công thì bạn phải dropship, đúng không ạ? Dropship thành công trước khi mà Appy. Thì hiện tại Appy đang tạo một cái khóa học gọi là VIP Member thời trang thực chiến, trong đó là cái module, đúng không ạ, được học rất là kinh khủng, tất tần tật những cái vấn đề về chiến lược chiến thuật, cũng giống như là kiến thức liên quan đến dropship, liên quan đến quảng bá, mà không phải là lý thuyết mà là việc ứng dụng kênh đó là như thế nào, ông phải làm sao, đúng không ạ, tút như thế nào, tip ra làm sao, đúng không ạ,
cần phải chú ý vấn đề gì khi mà làm marketplace, chú ý vấn đề gì khi mà làm Facebook đấy, khi chú ý vấn đề gì khi mà làm group, chú ý vấn đề gì khi trong hình ảnh của ông làm sao để cho sự tạo sự khác biệt, trong khi 1.000 người đang đăng cái bài đấy thì làm sao mình là người thứ gì ạ, thứ 1.001 là cái người khác biệt nhất. Và vừa xong các bạn, vừa với các bạn Elila đúng không ạ, có đơn đúng không ạ, đây đúng không ạ, vừa xong cái báo đơn trong cái nhóm nhóm VIP rất tuyệt vời đúng không ạ, cái khủng đấy, nếu chưa mà mình đưa đây vừa mới có đơn này đây, đây. Bạn Elina đúng không ạ, có đơn này đúng không ạ, dạ đúng không ạ, đấy thì cho em mình xem cái kết quả 4 ngày nhá, trong chưa đến 1 tuần đúng không ạ, chưa đến 1 tuần của đội nhóm admin triển khai ở đội VIP member. Mình sâu ra nếu như mà cái nhóm này chỉ là sâu ở trong cái nhóm, ở trong cái nội bộ thôi nhá, cái này mà đưa ra bên ngoài người ta lại bảo rằng nó là gì ạ, gọi là nâng mi nhau, gọi là gì ạ, gọi là gì ạ, gọi là tự khen nhau, tự khen lẫn nhau. Tại vì sao cái kết quả nó khủng khiếp quá đúng không ạ, nó lên nó tới một cách nhanh chóng đúng không ạ, đây đúng không ạ, đây này là kết quả của bạn Chi này đúng không ạ, best seller đúng không ạ, đấy tiếp tục đúng không ạ, đây là bài của bạn gì ạ, bạn Chu Mạnh Duy Mạnh đúng không ạ, ok nhá, đây là kết quả của bạn Phong đúng không ạ, Elina báo hôm qua này đúng không ạ, đấy tiếp tục này đúng không ạ, đấy của Trang đúng không ạ, Shopee đúng không ạ, đấy của Lê Sơn đúng không ạ, của Phong, của Phương Đông đúng không ạ, rất nhiều bạn có kết quả. Thì nếu như mà đưa kết quả này ra thì thật sự rằng là nó không khác gì là mình kiểu như là tự khen nhau đúng không? Tại vì cái module khóa học này nó ở đây ạ, cái member thời gian thực chiến đúng không ạ, và anh em mình phải tham gia đúng không ạ, một cách rất là nghiêm ngặt và thực hiện các bài học ở trong này. Đây ạ, trong bài này là nó cái module được sắp xếp một cách bài bản logic với nhau. Đấy ạ. Ví dụ như là bài 1 đúng không ạ, hướng dẫn về cách sử dụng tài nguyên, trong đây là anh em mình sẽ được gì ạ? Được tặng đúng không ạ? Được tặng 2 tháng dùng tool Auto Market Play, được tặng 2 cái nick đúng không ạ? Đặc được tặng cái công cụ chèn khung tự động đúng không ạ? Được tặng được bộ hình ảnh, bộ khung hình. Đó ạ, không thiếu một cái gì hết. Và đây là một cái khóa học mà khủng khiếp nhất trong cái năm qua mà được admin xây dựng đúng không ạ? Về cách sử dụng phần mềm tool đúng không ạ? Năm đúng không ạ? Bài 5 này. Tool sử dụng đúng không ạ? Đúng không ạ, tút auto market play đúng không ạ, tút hình ảnh đấy, cách đăng đúng không ạ, tư duy đăng bài đúng không ạ, yếu tố quyết định, tút vị trí bí mật hết, có cả SEO top đúng không ạ, tút target vị trí, tút tiêu đề mô tả hình ảnh, nó có bí mật của nó hết đúng không ạ, rồi là gì ạ, bài này là bí mật thu hút đấy, đúng không ạ, bài 10 là các cái tút liên quan đến SEO top, đây là một trong những thứ mà khả năng là anh em mình ở ngoài nghe rất nhiều SEO top market play, SEO top market play ở trong đây đó, đúng không ạ, và riêng cái này là có bán lẻ đúng không ạ, là một cái tool này là 699k đúng không ạ, làm phát SEO top luôn đúng không ạ, và Chi bạn Chi đúng không ạ, SEO top rất là nhiều bài lên ra inbox, bạn nhìn một số anh em mình nhé, SEO top là như thế nào ạ, nhìn này đúng không ạ, cái inbox nó mệt mỏi luôn á, đây ạ, đây ạ, lên top là thế nào, lên top là như thế này ạ. Và đây là member ấy, chứ không phải admin làm đâu đúng không ạ, đây kinh khủng khiếp ạ, số lượng người inbox của một nick như này thôi thì làm sao mà không ra đơn được đúng không ạ, và cái market đây nó là siêu khủng khiếp đúng không ạ, và cái vấn đề là chúng ta làm sao để khai thác được nguồn tài nguyên này và làm sao để khai thác được cái cỗ máy này đúng không ạ, đó là cần phải học rồi, top 11 đúng không ạ, tăng rate cho bài market này rồi, cách tương tác đúng không ạ, bài 12 là chiến lược kinh doanh. Trong phần chiến lược kinh doanh này là một khóa mà admin khá là tâm đắc đúng không ạ, vì trong chiến lược kinh doanh này bạn có thể nhìn thấy 6 cái module, có nghĩa là 6 chiến lược đúng không ạ, bán hàng combo như thế nào đúng không ạ, bán hàng tận dụng sức mạnh cộng đồng như thế nào đúng không ạ, chiến lược mua một tặng một thế nào đúng không ạ, chiến lược bán hàng thanh lý như thế nào đúng không ạ, chiến lược tận dụng giá tối ưu là như thế nào đúng không ạ, chiến lược làm ảnh khác biệt là như thế nào đúng không ạ, chưa hết 6 cái chiến lược này, nó vẫn còn chưa hết nha admin, đâu đó là rơi vào khoảng tầm 10 cái chiến lược vẫn còn nữa đúng không ạ, là gì ạ, cơ hội kiếm tiền với affiliate đây, cái module mà là ngày hôm nay chúng ta làm việc đây ạ, là một bài ở trong đây đúng không ạ, và module này anh em mình sẽ được học một cái khóa thứ cấp khi mà tham gia chương trình affiliate này đúng không ạ,
và năm sau chắc chắn cái chương trình Upfi này nó không phải là miễn phí đâu, đúng không ạ? Và muốn làm được thì em mình lại phải ở trong đây nó mới có cái nền tảng, đúng không ạ? Còn không em mình làm rất là khó để lấy, để phát triển được, đúng không ạ? Thì bài 14 là bí mật target vị trí phần 2. Cái này liên quan đến cái tút là làm sao đấy để mình target được chính xác cái sản phẩm đó nào, nơi nào mà người ta cần sản phẩm của mình, đúng không ạ? Ứng dụng cho việc kinh doanh người khác luôn. Đấy, bí mật. À, bài 15 là một cái chiến lược feedback seeding. Chiến lược này là một trong những bài ở bài 12 ấy, là được tung ra một bài riêng, đúng không ạ? Chiến lược, đúng không ạ? Và chiến lược này cực kỳ khủng khiếp, đúng không ạ? Có cái bí mật của nó, feedback seeding, đúng không ạ? Có là một là feedback về lời khen, đúng không ạ? Feedback về hiệu quả kinh doanh, đúng không ạ? Chiến lược này nó sẽ gồm rất là nhiều cái chiến lược nhỏ ở trong, đúng không ạ? Feedback là gì, đúng không ạ? Seeding làm sao, đúng không ạ? Khá là hay đấy, đúng không ạ? Và cái chiến lược này em mình sử dụng rất là hiệu quả, và làm kinh doanh là thằng nào phải làm, đúng không ạ? Ông nào cũng phải làm cái này hết. Chưa hết nhá, 15 bài này đang tạm dừng ở đây tại vì mọi người theo không kịp, mới vào thôi, đúng không ạ? Nó đâu đó loanh quanh khoảng tầm 20 module, và mỗi module là cực kỳ chất lượng, và học biết hết, làm được hết, đúng không ạ? Học làm được thôi, đúng không ạ? Học làm được thôi, đấy, có đơn thôi, đúng không ạ? Ngay lập tức. Còn khi mà em mình học cái đó làm xong rồi, đúng không ạ? Làm dropship xong rồi thì bây giờ chúng ta làm gì cũng đúng hết, đúng không ạ? Chúng ta thể hiện cái sản phẩm của chúng ta lên gì ạ? Facebook cá nhân, đúng không ạ? Lên gì ạ? Lên website, lên blog, đúng không ạ? Lên đâu ạ? Lên YouTube, đúng không ạ? Lên TikTok, đúng không ạ? Lên các cái group. Đấy. Thì gì ạ? Rồi tạo ra các cái nhóm để trao đổi những cái kinh nghiệm trong đó, đúng không ạ? Trao đổi những kinh nghiệm trong đó và chúng ta đưa vấn đề vào trong này. Đúng không ạ? Đấy. Giới thiệu của người ta tham gia là mình tham gia mình cho duyệt, đúng không ạ? Đây là một admin sử dụng một cái hệ sinh thái vừa sau anh em mình nhìn thấy ạ, for dropship for Forex Center. Em mình nhìn thấy không? Nó gồm 9 nhóm, đúng không ạ? Các nhóm 1 2 3 4 này nó đâu đó quanh tất cả các nhóm này đều là 900 đến 1000 người hết, đúng không ạ? 6-700 người, đúng không ạ? Thấp nhất là như vậy. Thì loanh quanh đâu đó hiện tại thì Forex cả Facebook lẫn cả nhóm ở Zalo, đúng không ạ? Các nhóm ngách, chưa kể là các nhóm ngách nhá, nhóm tổng thôi nha, nhóm ngách như là thời trang, trang sức, phụ kiện gì đó, đúng không ạ? Mỗi cái đều là hai nhóm cả, rơi vào loanh khoảng tầm 15.000 người, mấy 15.000 người, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta vận hành một cái hệ sinh thái này thì chắc chắn rằng đấy chúng ta sẽ thành công, đúng không ạ? Và ở đây là cái buổi Zoom ngày hôm nay nói về rất là nhiều vấn đề liên quan đến Upfi, đúng không ạ? Thì anh mình nào mà muốn liên hệ, đúng không ạ? Muốn tham gia cái khóa training miễn phí hoặc là tham gia cái team về quá trình thực chiến đối với dropshipping á, thì đây là một cái cơ hội rất là lớn để mình triển khai, đúng không ạ? Thì cái quá trình, đúng không ạ? Tạm thời cái quá trình á, thực chiến là VIP member á, anh mình sẽ nhận được cái bảng giá rất là tốt, cộng các cái công cụ để mình triển khai marketing, thì cái này có phí, đúng không ạ? Còn anh em mình đăng ký vào cái chương trình qua cái form, nếu như mà anh em mình chưa được add vào cho cái nhóm mà training đó, training affiliate nha, lưu ý nhé, chứ không phải là VIP member đâu, training về affiliate để học bài bản, thì liên hệ mình đăng ký cái form. Còn anh em mình nào mà muốn học, đúng không ạ, để làm thành công dropshipping, đúng không ạ, thì inbox ngay lập tức, đúng không ạ? Thì thời gian bây giờ nó không còn nhiều nữa, thời gian bây giờ là cuối năm, cũng sắp đến Tết, vẫn còn cơ hội để chúng ta làm, thì cả một năm sau nữa để chúng ta hoàn thiện và chúng ta củng cố những cái gì ạ, những cái kiến thức, những cái kênh, những cái hệ sinh thái, đúng không ạ? Những cái cơ hội, đúng không ạ, để thành công hơn. Và một cái lời nhắn gửi, đúng không ạ, cho anh em mình là không phải là khi mà chúng ta làm kinh doanh là cứ phải ôm hàng là sẽ thành công đâu, và chúng ta tập trung vào cách marketing, ai là người biết marketing người đấy sẽ thành công trong kinh doanh, đúng không ạ? Và anh em mình tập trung để xây dựng hệ sinh thái này, trau dồi kiến thức này, đúng không ạ, trau dồi các kỹ năng này, đúng không ạ, để gì ạ, để có thể bán và triển khai marketing bất cứ thứ gì, điều đó nó mới là điều cần thiết. Khi mà bạn làm được thì khúc xạ tự nhiên hương, người khác sẽ tự gì ạ, tự liên hệ với bạn, tự gì ạ, thu hút bạn, đúng không ạ, tự gì ạ, tự đưa cho bạn cái cơ hội. Còn nếu như bạn không có cái kiến thức gì, không có khả năng gì hết thì rất khó, đúng không ạ, không có tạo cơ hội cho mình, đúng không ạ? Không ai tạo ra cơ hội cho bản thân mình ngoài mình, đúng không? Và khi mà chúng ta
nhìn nhận được vấn đề đấy để chúng ta lựa chọn được những cái cơ hội tốt nhất, đúng không ạ? Tập trung vào những cái vấn đề tốt nhất. Đấy là những cái lời FB muốn chia sẻ ở cái cuối của Zoom này. Và anh em mình nào mà muốn liên hệ, muốn tham khảo hay là muốn tư vấn cái vấn đề gì thì inbox trực tiếp cho FB nhá, Zalo, Quyết Đạt hay là các nhóm tổng xem cái bài được ghim ấy, có cái Zalo support ở dưới. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.